hết câu. Mua chai chị. Bưng với em cho luôn cái đại ra xí. Chồng vợ chồng họ quan tâm cũng kêu mình tan như họ anh tình xích cái cây gì cái chứ vậy chị ôm thôi lại bụng cái ốc cột họ lại lại cho lại mình tụng thêm lại màu lon nó cũng đẹp lại mười hai bộ nữa đó. Có cái người có ông nam này người bãi cái ông nam rồi chắc người có bỏ cho chị Kim Ánh cái gì cái phone nào ta Kim Ánh chỉ dặn sai chị ta cái nhà nha cái nó treo lên treo cái kia cái đằng rồi xin chào cả nhà nha. Hello 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 hai bát luôn. Có áo chống nắng hai lớp chị ơi, có nha. Có luôn. Cái rì cũng có hết. Mà cái là tiền không có thôi. Ở đây để cái nó qua chung khách đặt cái bộ này nè. Cái rì cũng có, mỗi tiền là không có thôi nha. Có luôn chị Thùy Lâm ơi, áo này là thun thái đây nè. Thun thái đây. Quần sọt nam có size to, có đến 80 kg vậy. Có, đến 80 kg lận. Bỏ này mình xoài cuốn. Quên chứ. Bỏ đúng. Bé thì đừng kêu bu chùm bé món ăn mong em còn luôn cái gì cũng còn hả cái gì cũng có cái gì cũng có mọi tiền mà không có đâu hết xe hết xe mười với hết xe ba x chị món ăn mong à ăn đi ta ăn đi chấm hết rồi thôi chị kiếm mạnh lần sai gì đây chị kiếm ánh lấy cái không có tiền thì hẳn mấy triệu nha. Ok luôn. Chị Kim Ánh ơi, chị chuyện hôm qua chị dặn áo polo ấy. Em nói mặc mới về đây này nhưng mà chị lát xe gì bán em chừa hàng luôn nha. Áo ngực ai cũng hỏi áo ngực chưa lấy áo ngực mà họ chưa có áo ngực. Rồi lên nè. Có lẫn không không nhá. Không phải xét chị ơi, em mang là áo không thôi. Em mang là mỗi áo thôi. Còn cái này là cái quần, cái váy này là mang hơi bị lâu rồi. Mang bao nhiêu đợt hàng rồi. Chị bán cái áo thôi nha. Không bán cái váy nha. Cái váy thì bán được trong Tết nha. 83.000 bán từ trong Tết rồi. Hai lớp màu chi, từ từ chờ em xíu em lên giờ. Cái này vào sọt vào tát cái này. À, cái này hết pin rồi. Rồi em lên nhá. Cho nguyên cái váy bé nó bán tặng đi. Có ít còn ít chỗ nó kìa. Váy ren của bé. Có ít mấy cái nó bỏ lên bán tặng đi. Tương tác nha mỗi chị em mình vô xem like chia sẻ lên luôn dùng Nguyên nghe chị em mình ơi. Mỗi chị cho Nguyên xin một nút chia sẻ nhé. Về trang cá nhân và lên trên các hội nhóm dùng Nguyên này. Rút. Ngay chỗ cái đó ngay đó đẹp mà toàn anh đẹp không ạ còn nhiều màu á chị ơi hình như nhé còn nhiều màu ôi xin nè còn mấy cái lẻ tẻ nó trăng lên đi bán tặng đi tương tác với dẻo mà ơi
bỏ ra bán tặng nha, tương tác cái dẻo mình tới xe máy thôi gì. Và cái xe 5 lên luôn dùng nguyên cái gì. Và cái xe 5 lên dùng nguyên cái. Bán tặng nha. Cân kia váy ren. Nó na na. Ờ size to. Phải hai mấy ký. Không, còn 25 cũng được, hàng giả. Mỗi thứ con cái thôi, bỏ ra bán tặng nha. Bỏ ra còn lại tải xíu bỏ ra bán tặng. Ai bán tặng những cái con này là con hàng bán tặng, dạ mình cố gắng chia sẻ nhé. Lên luôn dùng nguyên con này. Xe 4 là 22 ký á. 24 25 tới 25 cái độ về. Ok xíu lên khóc áo khoác chạy xíu xíu. Con này lên mã tặng bé luôn dùng nguyên nhé. Váy ren nha, mềm lắm. Cái giá này giá bán tặng. Nha, con này là từ cái này tầm khoảng 15 ký độ lên đến 25 ký độ về. Một ri thôi. Tặng 29.000 luôn. Nha, chốt mã tặng váy bé 29k khóa sau nhé. Có chip bé à, có chip bé nhưng mà em còn xây nhỏ không à. Từ từ chờ em xíu. Từ từ áo Nguyên mang, từ từ áo thun thái, từ từ Nguyên lên nhé. Lên cho Nguyên con này tặng 29k. Từ size bé từ 15kg đến 25kg độ về là có size. Nhá, tặng 29 luôn dùng Nguyên là ok. Chị nào lấy mã này lên tặng 29k luôn dùng Nguyên là được nha. Tặng phải không lên số ký là chịu luôn. Phải có số ký nha. Chị ơi, cho em số ký, cho em số ký. Chị Mỹ Hành hôm chia sẻ, chị nào không chia sẻ mắc lượt. Em lượt từ trên xuống dưới nhé. Những cái gì mà chị nào không chia sẻ là mắc lượt nha. Thầy hai cho chị Kim Thoa. Chị Thoa không chia sẻ. Kim Thoa không chia sẻ. Cho chị Kiều Nga chia sẻ nè. Kiều Nga chia sẻ nè. Kiều Nga là 23kg đã chia sẻ nè. Chị chốt cho bé, chị nào chia sẻ thôi. 25 thì Bảo Như Trần, là lấy xe 5 thì Bảo Như Trần. 15 thì Tâm Tích nè. 15 thì Tâm Tích nè. Chị chốt những cái gì bán tặng chị chốt lên cho chị nào chia sẻ thôi. Nó 29k chẳng là cái gì hết luôn ý. Nó quá rẻ luôn. 29k. 29k. Yến Mai Vy cũng chia sẻ luôn. Nha, chị chốt lên cho chị nào chia sẻ thôi. Tự nhiên bữa nay cũng cao. Cao ghê trời. Cao ghê trời. Rồi nha, chị nào lấy mã. Ui trời ơi, cứng chưa. Bằng 29k mà còn tiếp lượt chia sẻ nữa yên thơ luôn. Còn xe máy đó gì? Thanh Thúy Nguyễn không thấy chia sẻ. Cho cái màu ca. Cái màu này. Cái màu này. Cũng cần đi. Thế 18 được. 9 đó. 18 được đó. 15 với chị Thủy Nguyễn. Tặng luôn. 15 chị Thủy Nguyễn. Đó. Cân cho nè. Lấy mã Coban nha. Cân cho nè. Lấy mã xanh. Chốt mã xanh luôn dùng nguyên nhé. Chị Mỹ Hạnh Hồ chứ sẽ không khăn. Nhưng mà em nói nè, chị Nguyễn Hồng Lê nè, chị chốt đơn. Ví dụ như có cái thì tranh thủ con thêm một bàn em đi đơn. Chứ còn chị chốt cái xong đến chút đơn cho thôi. Chứ em có một cái xả rồi mất công nhỉ. Thôi là đi lên về nha. Ví dụ như là không có thời gian coi coi lan cá, một là đi đơn, hai là cho gom thêm một lan liên tiếp nha. Ai cũng như thế, khách cũ khách mới gì nhà em cũng như thế. Chị đã nói ok là chốt thì bên em chốt tiếp, chứ không cứ chốt một cái cá mệt lắm. Mà cá xong cho đến lúc ấy mệt lắm nha. Rồi lên luôn dùng mã xanh tặng 29k luôn. Em báo trước toàn bộ khách đều như thế nhá. Sáng nay nhà em cũng kiểu như là chốt đơn mà con cá xong thả đơn gì vẫn lại cho cô em. Chị chưa rảnh cho em tới cuối tuần chị mới rảnh coi like thì chị được không nắm tin hết. Xanh nè, xanh cho chị Kim Anh lấy không dùng em nhé. Xanh, xanh, xanh 15 đây nè. Xanh 15 cho tiết mùa đông nè. 15 cho tiết mùa đông nè. 20 chị Kim Anh nè. 20 chị Kim Anh nè. Rồi còn 22 và 25 tặng 29k. Dạ. 22 và 25 ký. Ui trời ơi, 29k làm sao mà mua được trời. Tặng 29 luôn. 25 nhá, chị nào lấy 25 lên 25 và 22 ký nữa là hết, còn được 2 con. Cố gắng tương tác để đỡ bị ẩn comment nha chị em mình ơi. Nha chị em mình cố gắng tương tác để đỡ bị ẩn comment nhá. Xanh 25 có. Xanh 25 là có hàng nè. Xanh 25 nha chị Ngọc Hà Đào. Đây 25 nè. 25 số 5 nè. Rồi còn 23 đổ về, 23 đổ về chị Mỹ Hành Hồn cá nè. Hết nhá, hết màu xanh nhá. Hết màu xanh nhá. Cái này ra. Rồi 29k. Cái này đi nhỏ xe nhí. Cái này là bán tặng đầu lai mà.
Ta, em đang bán tặng đầu lai mà, còn cái gì bỏ em bán tặng hết đấy. Rồi. Trời ơi, cân này, cái này cân chưa nè? Cái này có nơi nhưng mà size nhỏ thôi, size 13 cái độ về. Cân chưa? Lấy mã 13. 13. 29k nhé, chị nào lấy mã 13 chị Mỹ Hạnh Hồ có rồi chị ơi. 13 ký và tặng 29k nhé. Không có cặp, những cái này hàng lẻ ra rồi là không có cặp đó chị, không đủ cặp đâu. Giờ mua 13 ký đó, mua cặp hơi bị khó. 12 ký này toàn size nhí, nhìn cân chưa nè. Toàn size nhí thôi, 29k. 13 kìa, 13 cho ai kìa. Rồi cái này 12 ký này tặng 29k. Trời ơi, cái này 12 ký nha. Hết 13 rồi. Còn 12 ký đó, 12. Trời ơi, cái này 15 16 ký, cưng lắm, cái này toàn size nhí thôi. Con này 15 16 ký váy ren nhá, tặng 29k luôn. Giá này chuẩn giá bán tặng. 15 16 này Huyền. Ủa? Vậy à? Mười lăm kìa Huyền, 15 có ai chúc 15 lên 15 dùng nguyên nhá. Còn 12 cho chị Đỗ Như. Còn 12 nữa đây Huyền nè. Còn 12 nè nè Huyền. 12 cho ai nè? 12 cho sếp mà đâu? Lên sọc viên từ từ chờ em xíu chị ơi. 12 nè. 15 chưa thấy ai. 15 nè, còn 15 kìa. 15 thôi chị ơi, 15 thôi nhá. 15 thôi. Đẹp lắm. Chị Nana không chia sẻ. Nana không chia sẻ chị ơi. Chốt lên cho khách chia sẻ thôi. Nana không chia sẻ, 15 cho Sương vỏ. Rồi còn cái nữa thôi. 14 ký đổ về. 14 đổ về lên mã 14 29k nhé. Lên mã 14 29.000. Giá này giật mình luôn. 14 ký nhé, chị nào lấy 14 ký lên 14 ký luôn dùng là ok. Nha, chốt mã 14 ký còn mã nữa đúng không? Cho bán tặng luôn 29k. Đây nè. Chị chị. Cái 14 đúng không? Bơ ở nhà có bơ à? 14 ký. Ừ. Rồi còn cặp nữa. Hàng luôn 29k. 14 nhá chị Thủy Nguyễn. Giờ mới hiểu logo chị Na ơi, chị Na không chia sẻ từ đầu. Trời ơi. Con này đi 35k đi tiếp. 35k đi. Con này nó xịn sò quá nè. Thằng 35 cầm cái con váy nó nặng trịch luôn. Nè. Cầm cái con váy này mà nghe hiểu bán 35k, cầm con này nặng trịch luôn. Xinh lắm. Nhìn nè. Nhìn nè. Cái này toàn xây bự nhá. Thằng 35k lót trong nè. Thằng 35k con này xây bự không à. Con này xây bự nha. Size 25 nè. Con này bị xúc vải xíu, con này xúc vải xíu nhá. Cái này chị em về đạp là dùng nguyên con này, riêng con này là lên mã 19 đi. Nó bị xúc một xíu này, chị em mình về đạp là được size 10 à, size 25 kg. Size 25 kg. Chân váy đang mặc không có chị ơi, lên mã 19k con nó bị xúc vải cái gì? 19k. Con nó bị xúc một xíu, chị em mình về đạp là dùng nguyên mà ok. Không chân váy không mang không có. Hình như không có size gì trong kia Nguyễn ơi, còn ít đấy. Rồi 25 kg nè. 25 kg này còn cái. Vậy chị Hà đốt. 25 kg nhá, 35k. Chị chốt đi nhưng mà hồi nãy chị lên sao không thấy logo lại. Con này nhá, 25k. Ơ quên lộn, 25 kg, 35k. 25 kg nhá. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này. Chị nói chị Nguyên em lương. Tiếp con này luôn dùng nguyên nha. Size 16 17 kg hết. Trái. 25 nha chị. Tiền mét đi. Rồi con này 16 kg là ok. Ôi trời ơi. 35k con này, 35k nhỉ. 20 22. Con này 35k nhé. Không có đủ cặp á chị ơi, hắn lẽ bẻ không đủ cặp đâu. 35k. Cái này 16 kg. 25 kìa. Không 16 kg, không đủ cặp đâu chị ơi, mình chốt cặp nó khó lắm. 16 17 kg là ok, xinh lắm. Thằng 35 luôn. Thằng 35 không có cặp. Không đủ cặp đâu chị ơi, mình chốt cặp khó lắm. Hàng này em lẻ ra là em bán tặng thôi. Lên cái mã này riêng coi cái line này phải đặt cái mã này nhá. Tới 80 kg chị Nguyễn chị chưa hề. Được tới 80 kg đúng không? Nhưng mà em nói này nó lẻ tẻ nên là riêng cái này. Không đủ cặp chị ơi. Chị Nana không đủ cặp, hàng này em lẻ ra rồi mua cặp khó lắm, không dám chốt. Vì thứ con cái cho lên cái mã sọt. Chị bóc cho em cái sọt nam. Hàng trời ơi nó đẹp, rụng rời luôn. 16 cái có gì thu xương nào vậy? Xem nào đi. Màu đậm quá. Lấy trận đen
hay á. Cái không mất cao nhiều nhiều chị đã đọc tên rồi, đến lúc chốt đơn cái kêu là tao nghe Nguyên đọc tên rồi nhưng mà không có hàng. Đây là chị em mình cứ lên đơn nhé. Cái này em nói trước nè, chị nào lên trước là không có sai, tại vì nó lại tẻ sai ra rồi. Hàng này là hàng xúc, quần sọt nam hàng xịn luôn, nó đã lắm mà nó thật sự ấy. Nhìn từ nó đánh từ con bọ nó cũng xuống phía sau này, và một bên này nó kèm thêm một cái từ 50 con nó cũng to rồi, 50 con nó cũng to rồi, con nó sẽ 58 cái độ lên. Cái này không chọn màu nhá chị em, nó là riêng coi cái line này mà không chốt được con này phí lắm. Riêng coi cái line này mà không chốt con này hơi bị phí nha. Nguyên có 3 màu nhưng mà nó lại đã sai rồi, vì hàng này đã sang được hàng sale rồi. Sang được hàng sale nó sẽ không đầy sai nha. Nên là chị em mình lên nhanh luôn dùng Nguyên nhá. Lên mã này là mã nam, em bán tặng luôn chị em mình con này 79k. Cái này chị em mình mua ít nhất phải là rơi vào 150-160 ra con chắc đẹp này. Tự tin luôn ấy, người ta nếu như mà người ta săn được hàng xe nhưng người ta sẽ bán rẻ mình đâu vào 101.000 một con. Còn nếu như bình thường sẽ là 150-160.000 một con mới có được, mới mua được con hàng chắc như thế này nha. Nha, kèm luôn dùng số ký, không chọn màu nhá, lưu ý cái này không chọn màu dùng Nguyên nhá. Trẻ mình cứ lên số ký luôn dùng kèm số lượng dùng Nguyên nhá. Lên số ký kèm số lượng nó đẹp lắm, trẻ mình mua thử này trẻ mình. Ở bên này nó giấu một cái túi trong này nó, nhưng mà túi cực kỳ sao. Túi có kéo cực kỳ sao luôn. Nha, lên luôn những mã này, chốt mã này. Comment mã này. Vô tư điện, bỏ cái điện thoại cơ to cỡ nào cũng được hết. Bỏ cái điện thoại to cỡ nào cũng được hết. Nha, nó giấu một cái túi chỗ này nữa nè. Nhưng mà nó mai chỉ gì đẹp thì không thấy cái túi đâu. Thì nhìn chỗ này có sẽ nhỏ chỗ này, thấy cái túi thôi chứ bình thường dưới này cũng chẳng thấy cái túi đâu. Dạ mình nhìn nè. Đó, thêm một cái túi to bự như thế này nữa. Mà em đi luôn cho con này 79k. Em kèm luôn dùng cái số ký. Nha, đến 80 kg. Thôi chốt đến 77-78 kg là ok đi. Chốt đến 78 kg thôi cho nó thông thả đẹp lắm. Nên mua như chị em mà nói. Em đi chị em 79k một con, mỗi màu phát một con đi. Cái này chị em không chọn màu dùng Nguyên nhé. Nhớ luôn dùng Nguyên. Con này hàng xúc. Chị ơi lên cho em cái size 0,53 kg rộng nhé. Phải là 58 kg độ lên. Đến 78 kg. Anh nam nào ví dụ bụng không quá to thì 80 kg không được. Nha, 0,45 kg không được nhé. Tại vì em sợ nhiều khi á đọc tên còn nó không có sai, không đầy đủ sai. Cái chị em mình kêu là nhiều chị hờn lắm, kêu là con Nguyên nó đọc tên rồi mà sao giờ chốt đơn không có, không có sai 31 bao gì hết chị ơi. Chị cứ lên cho em số ký, nó từ S, M, L, XL nhưng mà form hàng xúc nó to nên là không có sai nhỏ sai S, nhưng phải 58 độ lên mới mang vừa nha. Chuẩn con này là hàng xúc nha chị em mình ơi, lâu lâu mới có được cái hàng này thôi nên là chị em mình tranh thủ nhé. Nguyên sẽ không đọc tên, chị em cứ lên số ký cho Nguyên nhé. Cứ lên số ký luôn dùng Nguyên và có sai thì Nguyên sẽ bóc. Cố gắng nha, lên luôn dùng này siêu rẻ luôn, lâu lâu mới có cái hàng này. Lâu lâu mới có cái hàng này nhá, kèm luôn dùng cái số ký nha chị ơi. Nhìn hàng luôn dùng Nguyên này, ở trong này. Ở bên này nó may gió một cái túi này cực to luôn, nãy em xỏ chị em cái điện thoại đấy. Cực kỳ to, may gió một cái túi kiểu này nè. Nhưng mà to lắm, đựng được rất là nhiều đồ ấy. Đựng được tiền tỷ luôn ấy. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên, mã này là mã quần nam. Kèm lên cho Nguyên cái số ký luôn dùng Nguyên là được nhá. Áo treo từ từ chờ em xíu, trưa nay có thung thái rất đẹp. Quần nam cứ kèm luôn dùng cái số ký là ok nhé. Đây nè, áo Nguyên đang mang đây nè. Quần nam như trẻ mình không thấy cái màu nào xấu ấy. Không có màu nào xấu này trẻ mình cứ yên tâm. Ok nhé, không có cái màu nào xấu ấy. Màu nào trẻ mình thấy đẹp đúng không? Đấy, trong ba cái màu này thôi. Chú trong ba cái quần, cái màu này có cái size nào, có màu nào thì em bắt cái màu đó nhé. Nha, có màu nào em bắt màu đó nha. Em đi trẻ mình 79k một con. Nha, 79k một con, chị nào lấy cái nào lấy size to nhất thôi chị ơi. Nha, chị nào lấy cái này lên cho mã quần nam em qua nhé. Đi nhanh cái mã này thôi nhé. Chị nào chưa có cái mã này lên luôn dùng mã này là mã quần nam. Kèm luôn dùng Nguyên cái số ký nhé chị em mình nhé. Nhớ phải có số ký chứ không có số ký là bó tay luôn. Quần nam kèm số ký luôn dùng Nguyên là ok. Hả? Mỗi màu ri sợ không? Chị Thi lên sau nhá. Chị Thi lên sau nhá. Sợ không còn kìa. Sao ok em qua nhá. Em qua nhá. Đẹp lắm, không mấy khi Nguyên nói là nếu như mà không phải là hàng, người ta cũng sang được hàng sale ấy, thì người ta sẽ đi tầm 101 vẫn nhận cái con quần này, vẫn về vẫn thấy giá trị. Còn nếu chị em mình nếu bình thường sẽ rơi vào 160-170 nghìn một con quần này.
nha. Đấy, chị em mình cứ yên tâm đặt thôi. Em nói hàng đẹp, chị em cứ yên tâm mà đặt. Hàng vừa em cũng nói là chắc thường nha. Cứ mua cái mã này đi chị em mình ơi. Mấy khi có cái hàng này mà sang được hàng sale từ 58 độ lên đến 78, còn anh nào bụng gọn không phải bụng bi á thì là 80kg vẫn mang được con này nhá. Được chưa? Nó có đây chịu anh ơi. Rồi ok em qua mã nhé. Chị nào chưa có cái mã này, chị nào chưa có thì cứ lên cho em đi, cứ lên, cứ comment, nhưng mà có sai thì em chưa. Có sai thì em chưa. Rồi nha, tiếp luôn dùng nguyên con này. Ai lên trước nhà Nguyên Trúc đơn trước nha. Có sai là bóc. Con này cọc này là toàn bộ hàng xã hết này. Này, toàn bộ có tên hết rồi này. Toàn bộ có tên này, hàng 85k này. Hàng 85k, sale 69k này. Hàng 85k, hàng 6 bộ. Hàng 6 bộ. Rồi em lên cho chị em mình luôn, bán tặng hết chị em mình luôn. 59k nhanh có. 59k và ai nhanh tay có, size 2 đổ về cho cái bộ này. 22 đổ về nhá. 59k bộ này toàn bộ là chắc của nó, chắc có tông tàu nha chị em mình ơi. Thế. Rộng quá à. 59k người ta thích mua rộng cho con. Ok vậy Phúc Nam. 22 cái đổ về nhá. Tặng 59k luôn. Chị nào lấy cái mã này lên cái mã tặng 59 nào. Tặng 59 nào dùng nguyên nhá. Tặng 59 nào. Chị nghe. Cái lưng á, à, chống tục đi. Chỗ này có xu chống tục đó. Rồi nhá, lên mã bộ bé luôn dùng nguyên bộ. Ok 59k. Ok chị Hiền Liên đó thì kìa. Đó đó. Ờ 59k đó. 59k đó. Rồi cái này size này dành cho bé nhà mình 20 độ về. Thằng 59k luôn. Em nói là hàng đang đi 89k em không có nói điều. 85k. Đấy, size 20 độ về lên mã xanh 20 luôn dùng nguyên nhá. Xả 59 luôn. Xanh 20 xả 59 luôn. Lâu lâu phải lên bộ quốc mới đồ cho bộ luôn. Không, size này nhỏ hơn size 20. Thì cái màu là size mấy? Size 20 đó, cái xanh là size 20. Xanh là size 20. Lên cho em cái size nha. Lên size chứ không lên size chịu luôn. Cái này 23 cái độ về nè. Xanh 23 nào hết rồi chị ơi. Xanh 23, xanh 20 nha. Đi 59k luôn, chị nào lấy xanh lên xanh luôn dùng nguyên nhá. Bao rẻ luôn. Bao chắc luôn. Nha, chị nào lấy nào lên nào cho em một cái áo khoác nữa. Cái này em lên bán tặng nhá. Cái này xanh 20 trên trà Vina. Riêng cái này nha, em nói cho em một cái mã áo khoác cho chị, size nhỏ cho em mang thử. Em bán tặng để chị em mình mua thử. Về chắc ok quay đầu nói là toàn khách giới thiệu mua không. Mấy bữa nay em không mấy like cái mã này. Toàn khách giới thiệu mua thôi. Nha, rồi tiếp luôn dùng nguyên con này, còn được mấy chục con thôi. Hết like luôn. Không, size M chưa hết lại cho nguyên đi. Khách đặt hết size M, không có size M. Size M không có. Mẹ size 32 cho 23 cho chị Mỹ Trang. 23 vàng luôn. Tặng 23 vàng luôn. Chúc mã tặng 23 vàng luôn. Chị nào lấy tặng 23 vàng lên luôn dùng nguyên mà ok nhá. Tặng 23 vàng, chị nào lấy tặng 23 vàng lên tặng 23 vàng luôn dùng nguyên. Rồi con này. Size nhà bé lên là vàng hay là xanh? Ai lên rõ mã thì chốt, còn không lên rõ mã thì thôi đi. Xanh 28 cho chị Nguyễn Phương Phương. 28 vàng nhá. Chốt mã 28 vàng luôn dùng là ok. Tặng 59k luôn. Lên mã 28 vàng, cái này 28 này. 28 vàng luôn dùng là ok nhá. Vàng cho chị Cúc Nguyên. Lên mã 28 vàng, rồi lên luôn dùng nguyên mã này. 22 xanh. 22 xanh nhá. 59k luôn, sợ chưa? Riêng cái mã này em bán tặng hai con đi. 23 vàng thì không chọn màu nhá, rồi. Nhưng mà trừ cái size M giùm em thì size M. Không okay. Đủ tặng. Hết. Tính cuối cùng đi làm ấy. 22 ký. Vàng 28 cho chị Thu Thương. Em nói thật sự là giờ không đủ bán tặng. Hàng nàng thơm nhá, em bán tặng mấy con này. Hai con thôi. Hai con thôi nhá. Nhưng mà trừ cái size M ra giùm em thì size M hết rồi. Nha, trừ cái size M luôn dùng em là ok nha. Nhanh 20 cho chị. Cái này là em bán tặng nàng. Lan luôn dùng mã tặng nắng nhưng mà chốt cho hai chị thôi. Hết một bé. Nha. Em sẽ quay luôn cho chị em mình luôn, lâu lâu xài một cái, làm một cái mini game thôi. Nhưng mà cái này em quay luôn nha, chị nào ưu tiên cho chị nào comment nhiều và chị nào chia sẻ thôi. Em click vô nha. Em click vô nhưng mà size M giờ hiện tại chưa có. Size M hiện tại hết hàng rồi. Còn size L, size XL và size 2XL nhá. Chủ yếu là size to. Chủ yếu là size to, lên luôn dùng mã tặng áo nắng luôn dùng nhá, chốt cho hai chị thôi. Con này em chốt cho hai chị hàng hai lớp nhé. Con này là hàng hai lớp nha. Lên luôn dụng mã này, mã tặng áo nắng. Em đi luôn trẻ mình bao nhiêu tiền. Con này hàng đang sale dễ mình. Nói chung là giá 89.000 là giá giật mình. Giá 89 là giá giật mình rồi. Cái này em đang đi sale M này. Mang cái này nhìn vô trong mình những mập ù vậy chắc. Những con cục quá à. Nhìn vô cam. Những cam đang là
lên luôn dùng con này bao nhiêu tiền ta? Đang xe 89k đúng không? Em đi luôn chị, em mình con này, mã này là mã tặng 3 chị đi. Tặng 3 chị đi. Giá em lên luôn chị em mình là thế. Nhưng mà không mập. Như bạn mập luôn rồi. Thì cái đứng gần không mà trong miếng mập hung ấy. À, đâu có mập tới nỗi nhìn trong cái màn hình nhìn to bự luôn ấy. Mà thiệt mặt thiệt gión có cái thắng nè. Bữa nay cột cái mặt lên nè. Em lên luôn cho trẻ mình luôn. Chốt mã này lên luôn cho mã này là mã tặng 49k đi. 49k nhé. Chốt mã này mã 49k luôn dùng em đi ok. Nhưng mà không có size M. Lưu ý là sẽ không có size M. Đứng gần nữa. Nha, lên mã 4 tặng 49 cho trẻ mình đó. Đứng xa ra, không đứng gần nữa đâu. Tặng 49k luôn nhé. Chốt mã tặng 49k là ok nhé. Nha, hai lớp. Chúc cho hai chị thôi. Hai chị thôi. Đi cho hai chị thôi. Để chị em mình mua thử cái hàng mà bình thường con này em đang sale 89k. Giật mình luôn. Hàng son thơm nha. Tặng 49k luôn dùng em là ok nhá. Cái này em không cho chọn. Có sai gì là em bóc sai đó. Vì để em lên chị em mình mã này là mã tặng 49k. Em quay em chốt ưu tiên cho khách nào chia sẻ thôi. Nha, chia sẻ thôi. Chia sẻ và comment nhiều. Những chị nào em click vô chị nào tặng 49k kèm lượt chia sẻ nhé, tặng 49k có mấy màu luôn ấy, nhưng mà cái này sẽ không chọn màu. Lưu ý con này không cho không chọn màu nhé, lên mã tặng 49k là ok. Cho em mà cho em cặp để khách thấy cái màu toàn là màu đẹp. Chọn đi, thấy cái màu đi hai con thôi. Còn này em đi là xem các anh em mình thích. Không mình đi game thì em tặng 89k. Không mình đi game tặng 89k. Còn màu đẹp thôi. Hàng hai lớp nha. Thì nào không đi là 89k dùng nguyên nhá. 89k là đảm bảo không có ai bán giá này. Em đi nhanh. Cái gì? Cái này em lên luôn nhá. Em lên luôn cho chị em mình luôn. Cái này em lên luôn nhá. Em quay luôn. Chà, đưa cái điện thoại đó. Cái điện thoại không quay được thì cái mô mà có T-Bot. T-Bot trộn bé. Cho chị mượn cái tay bát, bác chị quay luôn bác. Nhanh để lại. Đây bên này, đây này, bên này. Em quay luôn nhá. Cái này chị nào em đi nhanh lắm. Xăng mini game nhà em nhanh lắm. Rất là dễ đúng vì đâu có bao nhiêu đâu. Đi 49.000 nhá. Cái máy này không quay được nè. Đây luôn trẻ mình 49k con. Nhưng mà chốt cho hai chị thôi nhá. Cho hai chị nha. Em đi cho hai chị nhá. Còn cái đi game em đi chị mình là 89k con. Mà nó cách nhà nguyên liệu rất là nhiều. Vì nó quá là rẻ, đi 89k là khách tưởng mua là hàng một lớp. Nhưng mà em đi đang đi hai lớp, hàng là son thơm nhé. Hai lớp hàng son thơm. Ok, được chia sẻ. Rồi em quay luôn nha. Chà. Cái nào mua cũng như thế này. Quay được. Được, hôm bữa quay được. Thì khởi động cái này lại dùng nguyên tử năng. Rồi ok em quay luôn nhá. Từ từ chờ nó nói em quay luôn. Xong mà đứng tơ đi hài. Bên này nó hay bị hài. Cái quay được. Phải là đưa con cái ok bác tử năng. Không quay được, không thống kê được việc chia sẻ để quay. Từ chờ em xíu nha chị em mình ơi. Đây mã tặng 49k luôn dùng là ok nhé. Ờ không được tự nhiên. Chờ em xíu nha, nó đang bị đứng nha chị em mình nhé. Đây này sao giật rồi. Ba máy đều không được luôn. Chà. Khởi động lại không được hả Huyền? Được chứ Huyền. Huyền bấm vô chọn chiến dịch rồi nè. Có. Chia sẻ like. Đây không bạn, đưa đây. Mình cái phần mềm nó đang bị lén bị kìa. Nào ta.
hai máy đều bị rồi. Chờ em xíu nhé, bóc cá con lên lên trước đi. Thế thì vút đi. Thế giờ không quay được thì vút nhá, hay xui nhá. Vút comment chứ giờ quay không được thì làm như thế nào đấy? Ai ai comment nhiều? Thanh Hằng Ly à? Ai thì kiểm tra đi. Đi điền tên rồi vô nó này. Để kiểm tra luôn lượt chia sẻ lượt comment đi. Hiền kiểm tra luôn lượt comment đi Hiền. Hiền bấm chỗ này là thấy được lượt comment luôn nè. Đây nè, bấm dấu ba nút nè. Đó. Hiền coi thử. Rồi ok nhá, ngưng đi để Hiền hắn kiểm tra luôn chứ giờ tự nhiên cái phần mềm nó đứng giờ phải phải ấy thủ công rồi. Sorry chị em mình nhé. Tự dưng không ấy được. Rồi ngưng nhá, ngưng comment đúng. Trai nè. Hiền kiểm tra hồi nãy giờ ai comment nhiều chút luôn. Rồi ok nhá, 49k. Thôi nhá, ngưng comment cái này nhá chị em mình nhá. Tại vì nó bị sorry là nó bị phần mềm nó bị gì á. Để Huyền kiểm tra luôn cho chị nào thì Huyền đọc cho. Thanh Hằng Lê à. Thì có ai comment nhiều mà có công nó có lượt chia sẻ nhá. Có lượt chia sẻ nhá. Sorry chị em mình không quay được. Giờ phải tự kiểm tra cái lượt comment của chị em mình ấy. Chứ không có quay được, không biết phần mềm nó bị cái vấn đề gì mà không quay được. Rồi nha, em lên luôn chị em mình thông thái luôn. Lên luôn chị em mình thông thái nha. Thanh Hằng Lê rồi nha. Ngưng đi chị em mình không comment 49k nữa nha. Ngưng để Huyền chốt luôn, kiểm tra luôn. Sai máy sao? Thu Xuân Đào đi. Thu Xuân Đào 60 rồi. Rồi ok, cho hai chị nhé. Thu Xương Đào với ai? Thanh Hằng Lê. Thanh Hằng Lê nhé, cho hai thì 49k nhé. Thu Xương Đào với lại Thanh Hằng Lê nhé chị em mình nhé. Em đi nha, tại vì cái máy nó bị lỗi, quên kiểm tra trước rồi đã mới đi lên. Rồi em lên luôn chị em mình mà này. Thôi bù cho em chị, bù cho em đi. Cho em một ít bra nữa, em lên bán tặng cho khách đi. Rồi để lên cái mã này, cho em ít bra đi. Ít bra lên bán tặng đi, cho chị nào cũng có đi. Bù cho em cái mã này đi. Rồi em lên chị em mình thông thái, trưa nay sale rất là nhiều mã nhé. Sale rất là nhiều mã. Cũng không dài lắm chị, phone cũng được. Phone cũng được chứ không dài phụ mông, căn này không dài phụ mông. Thôi tạm cái này em lên bán tặng luôn chị em mình cái này đi. Còn một ít bra này em bỏ ra bán tặng chị nào cũng có nhé. Để chị nào cũng có. Thái là phone vừa nha. Thái là phone vừa nhá. Còn mấy con bà ra lẻ tẻ này em bán tặng trước cho chị em mình đã nè. Đẹp lắm luôn. Xịn sò nha. Xịn sò luôn nhưng mà thứ con cá thôi này chị em mình tranh thủ còn lẻ tẻ thôi. Em đi luôn chị em mình tặng hết 30k nót luôn. Tặng 30k nót luôn nha. Nè. Nhìn hàng luôn dùng nguyên nè. 60 kg vẫn mang ok luôn. Lên mã bra đen và tặng à. Tặng 30k luôn nhá. Xịn chưa? Thái từ từ chờ em xíu. Comment luôn nào mã tặng 30 luôn dùng nguyên là ok. Xịn sò toàn xịn sò hết đi. 30k nhá, lên mã 30k luôn dùng nguyên là ok. Tặng 30 nhá. Đây đây còn được 2 con, lên mã gà 30. Áo trắng phía sau từ từ chờ em xíu nhé. Bra luôn dùng nguyên nha. Bra không có lượt chia sẻ à? Kiểm tra lại thử nè. Ai không chia sẻ mất quyền lợi nhé. Thì kiểm tra lại đi. Thu Xương Đào mà không có chia sẻ thôi. Bỏ qua chị Hoa Trần. Cái ấy cho chị Hoa Trần. 30 cho chị Hoa Trần. Cái lời chỉ nguyện cũng Phương đi. Rồi nha, tiếp luôn dùng nguyên nè. Chị nào nguyên nói là những cái gì mà mini game mà chị nào không chia sẻ là mất quyền lợi luôn. Hai con bra dây nhá. Bra dây nhá, tặng 30 luôn. Cái này hai con. Bra gài nha, xịn sò chưa? 30 luôn, cái này còn được hai con thôi. Nha, đi 30k luôn. Tại vì không có quay được nên là phải chịu khó thì nó lướt ấy. Nó lướt kiểm tra comment ấy. Cái này có hai cái. Nha, lên mã gài tặng 30 luôn. Chị nào lấy gài tặng 30. Cái này chị em lấy 60 vẫn mang ok, được hai cái thôi. Nha, được hai cái thôi, lên mã gài nhá. Dây này, dây cho bé heo một cái này, còn cái 30k luôn. Dây nha, dây cho chị Kim Ánh luôn 30k. Rồi lên mã dây hồng luôn, dùng đẹp có mốt nha. Dây hồng nhá. Con cái này chị em mình vô trong được, ngồi cũng được. Lên mã dây hồng tặng 30 luôn. Dây hồng và tặng 30 nhá. Chị nào lấy dây hồng tặng 30 lên dây hồng tặng 30 luôn dùng. Siêu rẻ luôn, nói là lẻ tẻ này em xem chị em mình rất là rẻ. Em đang mang với một cái màu hồng, áo đang mang chị Hồng Nguyễn. Trời ơi.
này để cho hạ nguyên cái này bị lỗ xíu rồi. Nè cái này đang đẹp mà bị sờn xíu. Cái này trên này nó ăn cái. Chị em mình đi tập đi đồ mang cái này cũng quá ok luôn. Quá ok luôn. Cái này hàng mình đang đi bao nhiêu tiền ta? 39k. Tây trắng 30 luôn. Trắng 30 nhé, bra luôn dùng nguyên nhé, trắng 30. Gài nó còn cái màu hồng đó chị Nguyễn Hiền ơi. 60 vẫn mang ok dùng nguyên nhé. Cho lên mã này là mã trắng, 30k nốt luôn. Chị nào lấy trắng 30 comment lên trắng 30 luôn dùng là ok. Trắng 30 nhé. Cái này dạng cái này chị nào đi biển đi đồ á. Cái này mà đi biển đi đồ á, hoặc là chị em mình mang ở nhà thay áo ngực. Thay áo ngực cũng được nhé. Mỏng thôi. Lên con này lên mã bra dây hoặc là mã nu đi. Chốt mã nu luôn dùng nguyên nhé, 30k. Comment mã nu 30 luôn dùng là ok nhé. Nu 30. Chốt nu 30 luôn dùng là được nhé. Tặng cho chị tiếp mùa đông. Nu cho chị Thảo Nguyễn. Còn chị bỏ lên hết bán tặng ra đi. Bán tặng luôn cái này rồi xong nó lên mà mới cái này lại tải cho em lên luôn đi. Ôi trời ơi. Cái này toàn mã còn lẻ tẻ cá thôi. Lên mã đen 30 luôn. Đen 30 có một cái, chị nào lấy đen 30 lên đen 30. Đen 30 nhá. Nè. Đen 30 nhá, lên mã chữ luôn dùng là ok. Chữ luôn dùng đi nhá, tặng 30 luôn, chữ tặng 30 luôn. Siêu rẻ em nói thật sự luôn, con này siêu rẻ luôn. Toàn hàng 55, hàng 49k không ấy. Còn là sale 55, sale 49k đen không. Đen cho chị Trang gom. Lên mã chữ luôn dùng đi nhá. Comment mã chữ luôn dùng nguyên và sale trẻ mình còn không? 30k luôn. Trong lên mã chữ luôn dùng nguyên nhé, đi 30. Chị nào lấy chữ 30 đi, lên chữ 30k luôn dùng nguyên là ok nhé. Chữ 30 nhé trẻ mình ơi. Cái này thì trẻ mình mua cái gì? Bốn đi tiếp. Mua cho thay cho bé đi mang ở trong để đi học luôn cũng ok này. Lên mã nu dùng nguyên nhé. Không. Cái này 60 số 2 motor luôn. Cái này mang thay, cái này toàn hàng Quảng Châu xài còn là 2XL ấy. Mang cho bé mang thay áo ấy để đi học luôn cũng ok luôn nè. 60 vô tư luôn, lên mã nu dùng nguyên nhé. Để cái đang mang chút rồi, cái đang mang chút rồi, cái đang mang là đi rồi. Trời đen dây có một cái nè nè. Cái này đơn giản chị em mình chỉ cần mang, chị nào mà ấy xíu là mang thêm một cái quần lưng cao nữa cũng được rồi, không cần mang áo ngon luôn. Lên mã dây đen nhé, cô 60 vẫn mang ok. Nu cho chị Diệu Hồ, nu chị Diệu Hồ. Đen 30 luôn, lên cặp nữa thôi, xíu lên hàng mới chứ còn đào lai đi hàng lẻ này mệt lắm nha. Rồi lên luôn đen, đen 30 để dành cái này hồi sale sale bán tặng kèm thôi, bán tặng kèm thôi, lai cho nó vui vui. Vàng cho chị Mai Lê ok này, Thái cho chị Mai Lê này. 59k nhé, thấy vậy 7988 là 59k. Ui, rồi lên mã chữ hồng luôn rồi ok. Nè, cái này chị em mình đi tập á, mang cái này cũng quá ok nhá, đi tập cũng mang cái này ok luôn. Nè, trong nguyên mã này là mã chữ hồng luôn dùng ok nhé. Chữ hồng. Chữ hồng có một đen gì? Đen cho chị. Đi 30k thôi. Đi 30k con tôi lên mã chữ hồng có một, chị nào lấy chữ hồng lên chữ hồng luôn dùng ok. Cái nào nãy lên chữ hồng cho Yến Mary. Nha, rồi lên mã dây hồng với lại dây nu còn được hai cái. Dây hồng, dây nu, dây đen có ba cái. Cái này gài với bản gài với chị em mình. Dây trắng luôn. Trắng luôn. Không có, trắng không phải. Trắng phải. Rồi lên dây luôn dùng nguyên nhé. Dây luôn dùng nguyên kèm, kèm luôn dùng nguyên cái màu. Cái này vừa sale nhưng mà vừa cho chị em anh chọn màu nữa nè. À màu đen. Chữ hồng hết rồi, màu đen nè. Màu nu nè. Cái này dây như là mang cài như là áo ngực luôn, có mốt nhá. Nhẹ nhàng. Dây đen nè. Dây đen nè. Dây đen cho chị Võ Huy. Dây nu dây hồng nhá. Dây nu và dây hồng đi 30. Dây nu nè cho chị Phúc Neo nè, rồi còn dây hồng thôi. Còn dây hồng thôi, chị nào lấy dây hồng lên dây hồng luôn dùng ok nhá. Comment mã dây hồng luôn dùng nguyên nhá. Em đi chị em 30k. Chút lên mã dây hồng luôn dùng là được. Còn em mã dây hồng nhé. Cái này bị chấm xíu thôi. Còn dây hồng bị chấm xíu thôi. Lên mã chéo trắng nhé. Con này tặng 19k luôn. Bị chấm xíu, cái này chị em về giặt là được nhé. Chấm xíu thôi, 19k. Còn dây màu hồng thôi, màu hồng nhạt nhạt ấy. Chéo trắng nhé, chị nào lấy chéo trắng lên chéo trắng luôn dùng là ok. Sale 19k. Chéo trắng sale 19 nhé. Ren trắng luôn. Ren trắng đi 30 luôn. Chị nào lấy ren trắng, bỏ phong thái nhé. À, chị Kim Ánh ơi, lấy cái bolo gì để em lên luôn trong hết nha. Dây tặng cho chị Kim Ánh nha, chứ không là hết nha. Lên trong nguyên mã này là mã ren trắng luôn dùng nguyên mã ok. Trời ơi, 30k. Còn nãy bị chấm xíu á, bị chấm xíu á. Rồi nha, lên luôn dùng này hồng. Cái này dạ mình mua cho con gái lớn cũng được. Nó mang ở trong á. Con gái lớn nó mang ở trong, mang dạng bra này mang ở trong là ok luôn hết. Cái này có mớt mỏng nhá. Lên mã hồng.
hồng nhá. Chị nào lấy hồng, cái này dưới 60 là ok thôi. Dưới 60 là ok. Cái này chị em mình mua cho con gái lớn cũng ok luôn nhá. Này, đẹp chưa? Lên cho nguyên hồng 30 luôn. Chị nào lấy hồng 30 comment lên hồng 30 luôn dùng là được nhá. Rồi cho lên thun thái đi. Lên thun thái cho chị em mình luôn. Đây, thái này. Thái nè, thái hồng chị Thu Hà. Trắng, màu trắng rất là hiếm. Quên nói riêng màu trắng nó rất là hiếm, mỗi thứ con cá thì 59k. Hồng em hết rồi nha. Hồng hết rồi nha. Lên mã thái trắng, phông này phông 60 nhé. Nè, phông của nó không phải là phông phủ mông. Phông như thế này nè, không phải là phủ mông nhé. Lên cho nguyên cái này. Chốt lên luôn những mã này là mã chữ trắng, thứ con cá thôi. Không có nhiều nha. Đây kẹo mình 59k, thái 888 nhé. Bữa giờ mới lại có hàng. Size S để cho chị hồi lại cái size S này. Cái này có size S đúng không? Chị hồi lại cái size S. Trắng thái gì phúc neo. Trắng thái cho phúc neo rồi màu mặn luôn chị nguyên. Thứ con cá cho nên chị em mình tranh thủ nhé. Hết. Ờ 79k. 75k đi, 75k đi. Không có thái dài đâu chị ơi, phông vừa thôi. Cái này phông vừa, em không có phông phủ mông nhé. Giờ không có phông phủ mông. Trời màu mặn. Đẹp lắm luôn. Lấy mã mặn nhé. Chốt mã mặn luôn dùng là ok, thái trắng hết rồi. Còn chị ơi, rồi lên luôn dùng mã mặn, bao đẹp luôn. Chốt lên mặn luôn dùng con cá thôi. Mỗi màu con cá này thì chị em mình tranh thủ mặn cho nguyên nhé. Rồi màu gạch. Mặn và gạch. Đen đâu có chị sang chẳng. Cái này không có màu đen. Cái này không có màu đen. Cái này không có màu đen nhé. Rồi nhá, màu gạch luôn dùng nguyên là ok. Chị nào lấy gạch lên gạch luôn dùng được. Mặn cái Phùng Thị Mai kìa. Màu gạch luôn dùng nguyên nhé. 59k con. Nha, chị nào lấy gạch 59 lên gạch 59k luôn dùng nguyên là được. Gạch 59 nha, chị nào lấy gạch 59 lên gạch 59. Thứ con cá thôi. Lên rêu luôn dùng nguyên nhé. Rêu có 1. Rêu có 2, 2 triệu chữ khác nhau nhưng mà na ná rồi. Màu rêu này ít khi nào. Ít khi nào à, giống nhau. Lên mã rêu nhé, gạch em hết rồi, rêu có 2. Size này dành cho chị em lấy 60 nha. Thực sự là chị khách em 62, 65 cái bạn mang được đấy. Như vậy chốt 60 cho không thả. Nha, lên rêu luôn dùng nguyên là ok nhé. Chốt rêu có 2. Comment lên rêu nhé, rêu có 2 chị nào lấy rêu lên rêu. Hồng có 1. Hồng có 1 nha, chị nào lấy hồng lên hồng nè. Hết gạch. Rêu nhá. Hồng luôn dùng nguyên có 1. Trời ơi 59k. Nó là thái là mã mong chờ ấy. Mong chờ ấy, khách nhà nguyên toàn hỏi Thương Thái mua rồi là cứ hỏi Thương Thái thôi. Hồng có 1 nhá. Gạch hết nhá. Hồng có 1, chị nào lấy hồng lên hồng luôn dùng là ok. Lên thang luôn dùng là ok nhá. 59k. 59k thang có 1. Thang có 1 nhá. Hồng cho chị Ngân Trang. Mái trường 2 rêu ạ. Rồi nhá, lên quên lộn, thang nha, chị nào xanh thang nhá. Đặt cho nó nha. Mái trường là 2 rêu. Thang nhá, chị nào lấy thang lên thang. Xanh nhà có 1. Thứ con cá này em đi rất là nhanh, chị nào bóc đừng bóc nhá. Xanh nhà có 1. Nha, chị nào lấy nhạc lên nhạc, phải chịu khó mở ra chị em mình coi từng cá đó. Nhà có 1 nhá. Hồng còn cá này. Thang cho chị Nguyệt Nhung. Hồng còn cá nè. Hồng cho ai nè. Hồng cho chị Trung Thí nè. Rồi nhá, lên đỏ đô luôn dùng nguyên nhá. Đô luôn dùng nguyên có 2, màu đỏ đô nha. Đỏ đô nhá, chị nào lấy đỏ đô. Em cũng không biết là còn chó cứu hộ không ta. Tu quá. À, gói 3D á. Bình thường cái đó em không có để cho khách chọn màu ấy thôi, chọn kiểu lên trai gái thôi. Không gì xuân chắc thì là còn rồi. Còn thì em bắt. Đô dùng nguyên có 2 cái. Đô có 2 nhá. Màu đỏ đô đi luôn cho chị em mình là 59k một cái. Lên mã đỏ đô luôn dùng là ok nhá. Đỏ đô có 2. Đỏ nam thì tại chưa có. Ủa, cái màu xanh nhạt nó đẹp. Xanh nhạt đẹp. Chị ngang trang luôn kìa. Xanh nhạt đẹp, cái này chị em không chốt xanh nhạt à. Xanh nhạt cái gì Mến Nguyễn gì. Xanh nhạt chị Mến Nguyễn. Đỏ đô còn không? Hết đỏ đô rồi. Trời ơi, màu xanh nhạt đẹp, cái này không chốt à. Dạ mình ơi. Xanh nhạt này. Rồi màu mặn có 2 nè. Trong màu mặn nhá. Màu mặn, màu mặn, màu mặn. Màu mặn nha. Xanh cho Đỗ Như nè. Mặn có 2 nè. Màu mặn ấy, màu mặn chín. Đây trong nguyên mặn nè. Mặn có 2 nè, gạch có 1 nữa là hết. Gạch có 1 nữa là hết cái mã này nhá. Mặn 2 gạch 1. 59.000 đơn giản chỉ mang cái này chị em chỉ cần mua thêm một con mình để chị hô lời. Con quần U12 nữa là mang vô tư rồi. Mang vô tư rồi. Rồi gạch có 1 nhá. Chị nào lấy gạch comment lên gạch luôn dùng ok. Có còn về còn hơn 200 áo xíu chứ mấy. Còn hơn 200 áo xíu chứ mấy. Rồi đứng gần cái kia mà cái mặt nó to, những màn hình mặt to ghê trời. Mặt dữ.
rồi đó. Gạch cho chị Kim ấy. Mình cho chị Mỹ Trang gần lên. Mẫn có mập, mẫn có vàng chỗ này luôn nè. Trời ơi. Nhiếp miệng lại nha. Đừng có sự ăn uống nữa nha. Mập quá thể rồi. 2 kg rồi đó. Vàng có 1 nè. Vàng có 1 nè, chị nào lấy vàng lên vàng luôn vui nha. Đẹp lắm. Vàng có 1. Đừng có kêu ai kêu trà sữa nha. Vàng có 1, sáng có 1. Thứ con cái rồi. Rồi nha, sáng có 1. Chị nào lấy sáng lên sáng. Vàng gì? Sáng có 1 đẹp lắm. Chị em mình tranh thủ. Có 2. 200 200 vàng cho chị Thanh Tâm. Và à quên lộn gì ta? Có hơn 200 áo thôi. Đấy thôi hả? Con mặn mã này nè. Con mặn mã này cũng đẹp nè. Chữ này đẹp mà. Xám kìa. Xám này cho sang trần nè. Mặn mã này nè, chị em mình lên. Em chịu khó lấy chị em mình từng chữ đi. Chị em mình coi ưng cái mã nào chị em mình lấy đó. Mặn có 1 nè. Chị nào lấy mặn lên mặn luôn thì ok nhé. Chúc mặn. Còn hơn 200 cái thôi. Nơi chị em mình tranh thủ nhé. Mặn nè. Và gạch nè. Đẹp hè. Riêng mà thương thái em chạy quá nhiều luôn ý. À, đợt này hơi lâu, đợt này hơi lâu. Bây giờ mới like lại Thương Thái. Rồi nha, chị em mình tranh thủ chứ còn mà đến lúc chốt đơn rồi kêu có Thương Thái màu gì bỏ thêm cho váy vài cái là chịu, nhà em không bắt thôi. Nha, chúc chúc hẳn trên like nhá. Gạch nè. Chúc hẳn trên like nhá. Rồi lên mã lon đen. Lon đen nhá, chị nào lấy lon đen lên lon đen. Sắm cho nguyên cái dây sạc cho nó chị. Dây sạc cho nó chưa được. Lon đen giùm nguyên nhá. Đây này. Điện thoại đây nè. Lon đen nhá. Trời ơi, lon đen nhá. Không có lẫn chị ơi, cái này không có lẫn. Mã này không có lẫn, Thương Thái này không có lẫn. 27988 này là không có lẫn nhá. Rồi lên chung nguyên mã này, mã lon đen có 1 nha. Comment lon đen này. Lon màu cam cam đẹp lắm, cái chữ nó in cũng đẹp. Lon cam nhá. Em đi luôn cho dễ mà là 59k một con, cố gắng chia sẻ lên luôn dùng nguyên nhá. Nè. Lon cam nhá, có 1. Chị nào lấy lon cam, comment lên lon cam luôn dùng là ok. Nè. Mã này đẹp luôn. Xám. Chị nào lấy xám lên xám. Cố gắng chia sẻ dùng nguyên với chị em mình nha. Mỗi chị em mình vô xem like nhớ chia sẻ lên luôn dùng nguyên. Xám nha, chị nào lấy xám lên xám luôn dùng nguyên là ok. Rồi nha. Nè. Lên mã đẹp luôn dùng nguyên. Mã này làm. Mã này đảm bảo mang lên là khách hỏi thôi. Nhìn nè. Con này đẹp quá luôn ý. Lên mã đẹp là làm. Cho nguyên mã đẹp luôn dùng nhá. Có 2 con thôi. 59 càng con. Đẹp có 2 nhá. Chị nào lấy đẹp lên đẹp luôn dùng nguyên là ok nhá. Đẹp có 2. Chị nào lấy đẹp comment đẹp luôn dùng nguyên nhá. Cam cho chị Mỹ Nguyễn. Phan cho nguyên trắng. Trắng nha. Bô lô hồng phía sau à. Của bé chị ơi. Của bé đó. Rồi nha, lên luôn dùng nguyên. Comment mã trắng luôn dùng nguyên nhá, có 1. Phía sau là của bé đó chị. Trắng có 1. Cho chị ngăn trang luôn kìa. Ngăn trang luôn kìa. Trắng có 1, chị nào lấy trắng lên trắng. Reo có 2, trắng có 2. Trắng mã này nó là 2. Trắng có 2 đặng với chị Châu Hà. Trắng có 2 nhé. Trắng có 2 hết trắng à. Rêu, rêu 2 nhé. Áo Nguyên đang may cách chút rồi chị ơi. Thì y phô Nguyên đang like đây nè. Y phô Nguyên đang like. Cái này là Thương Thái 888 và 779. Em đi trông luôn cho nó khỏe nha. Rồi lên chung mã rêu luôn dùng có 2. Rêu có 2 nhé. Chị nào lấy rêu lên rêu luôn dùng là ok. Rêu 2. Hồng 2. Và màu này màu lạ. Hết trắng rồi chị ơi. Bé bao nhiêu ký à? Nhá, còn phải nhỏ nhỏ thấy hết trắng rồi chị Hiền đi. Hết trắng rồi chị nhá. Rồi trong lên mã nè. Hồng luôn dùng Nguyên nhá. Hồng có 2, đẹp lắm. Vải đã lắm, vải mướt mát luôn. Nhìn nè. Chốt lên luôn dùng cứ bán hàng sờ Thương Thái với có tông tàu quen rồi. Sờ cái chắc gì cũng sổn sổn lẫn mệt liền, mệt người liền. Trắng em hết rồi nha. Lên cho Nguyên hồng có 2. Hồng có 2 nhá. Hồng có 2, rêu có 2. Và màu lạ có 1. Màu lạ có 1, màu này ít khi nào thấy. Ít khi nào thấy cái này. Hồng như chị Hiền Liên. Thế. Màu nâu à. Nhưng mà ít khi nào về có cái màu này. Lạ. Ít khi nào về có màu này. Nha, lên luôn dùng mã này là mã nâu có 1 thôi. Nâu có 1. Nha, chị nào lấy nâu lên nâu luôn dùng là ok. Em đi luôn trẻ mình là 59 càng con. 59 càng con. Những cái này thứ con cái là có gì? Là cho chị Nguyệt Nhung. Hình trắng. Mỗi cái này thử con cá tên nè. Chốt cho nguyên mã hình trắng cute nè. Xinh nè, màu này xinh nè. Chữ xinh nè. Lên chung mã hình trắng luôn dùng ok có 1. 59k một em nhá. 59k một em, xong em lên áo polo sau nhá. Xong này có ít thôi em đi nhanh luôn mà. Em đi nhanh luôn. Nha, lên mã hình trắng, lên mã hình xanh ngọc.
Cái này lửng nè. Cái này lửng rồi nè, chị nào hỏi lửng lên lửng nè. Trắng 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 trắng. Trắng 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 cho dụ cho Đỗ Như. Trắng cho Đỗ Như. Cái này lửng con cá tao này lên mã lửng xanh nha. Lửng nè, chị nào hỏi lửng lên lửng nè, lửng này bỏ riêng không lộn nè. Lửng nè, chị nào lấy lửng lên lửng nhé. Rồi lên mã này là mã xanh dương. Xanh dương có một. Phải nó mướt mát lắm chị ơi. Nó đã lắm luôn. Rồi lên xanh dương có một. Chị nào lấy xanh dương lên xanh dương luôn dùng nguyên nhé. Rồi lên mã hoạt hình. Hoạt hình view ít quá hề. Ủa con này to nè. Con này phông dài. Con này phủ mông luôn nè. Riêng con này là phông phủ mông dấu quần nhá. Chốt mã này là mã to luôn. Xanh dương chỉ bị sang trần lê. Nha con này là to nè. Con này lên mã to, con này phủ mông dấu quần luôn. Chị nào lấy to lên to luôn dùng là ok nhé. Chốt mã to luôn dùng nguyên là được nha. Chị nào lấy to lên to luôn dùng nguyên là ok. Xanh nó chỉ Minh Tâm Trần. Đắt đen có một. Đắt đen có một nhé. Chị nào lấy đắt đen lên đắt đen xanh hồi nãy. Đắt đen có một. Chưa có sống mấy chiêu á. Chưa có ít có tiếp. Ôi ai rớt 10.000 bên đấy cả. Đen này nó chỉ thanh lê. Rồi nha, lên luôn dùng mã này mã xám. Xám. À cái này cũng đen luôn. Đen luôn size 60. Chữ đen size 60 nhé. Chị nào lấy chữ đen lên chữ đen. Màu đen. Màu đen màu trắng ấy chứ. Chữ đen có màu. Chị nào lấy chữ đen lên chữ đen luôn dùng nhé. Lon xanh luôn dùng là ok. Thun Thái giờ nào giờ Thun Thái 779 Thái 88 lại đi một giá mấy. 59.000. 59k một con. Con này bị lỗi chứ nè. Lên chung nguyên mã lỗi tặng 39. Cái này giặt không ra đâu nhé. Đen là đen chữ. Đen ấy chị. Cái này giặt không ra đâu về cái màu màu sơn ấy. Nhưng mà ở trong thôi, ở ngoài không thấy nhé. Tuyên ở ngoài không thấy nhé, đi 39k luôn dùng ok. Ở ngoài không thấy chị em rồi nhé. Lên mã 39k. 39k con này bị lỗi nhé. Rồi lên mã hình luôn dùng là được. Lên mã hình luôn dùng nguyên nhé, có một. Phối nè, cái này cân cho nè. Phối, cái này tinh tinh ấy. Mua mã phối luôn dùng nguyên là ok nhé. Chị nào lấy phối lên phối luôn dùng là được. Rồi lên mã loan hồng có 2. Loan hồng có 2 con nhé. Toàn Thun Thái 779 và Thái 888 nè. 39k hồi nãy cái bị loan xanh đó. Phối cho Võ Huyệt. Cho hỏi áo thun nhỏ ở sau bao nhiêu. Dạ chị ở 69k. Rồi nha, lên mã loan dùng nguyên là ok. Loan hồng nhé. Thu Hương Đào lúc này là không được áo 49. Không chia sẻ. Không chia sẻ thật. Này là đây có chị Nguyễn Phương Phương á. Trời ơi. Comment nhiều mà không chia sẻ. Tí cái hồng ấy. Đâu có mắc gì một lượt chia sẻ trời, sao lại không chia sẻ. Rồi nhá, có hai con lon phối Võ Huyệt rồi. Hai con lon nhá. Chị nào lấy lon lên lon dùng như ok nhá. Cho nguyên mã lon nha, lon có 2. Lon cho chị Hà Nguyên. Bà chị em hết rồi. Hà Nguyên không giấu. Rồi lên trong nguyên mã này mã gạch có 1. Gạch có 1 nhá. Gạch luôn dùng nguyên size 60 62 độ về là chốt ok. Đẹp cho nhìn cái con áo này, nó nét hàng nạc luôn. Chắc vải sờ rất là sướng. Trong lên mã này nhé con cá, chị nào lấy gạch lên mã 1, gạch lung dụng là ok này. Gạch có 1 nhé, chị nào lấy gạch hôm nay sẽ siêu rẻ luôn. Màu này màu xanh hoa này. Còn rác mình. Cái màu xanh hoa và ảnh thơm á. Xanh hoa nhá, vải xanh hoa này vải thơm này. Lên xanh hoa lung dụng là ok. Đợt nào cái màu xanh hoa này cũng thơm hết. Ờ đúng rồi, 6 cái đó. Xanh thang nhé. Xanh thang, lon hồng kìa. Lon hồng chị Hương Thảo. Xanh thang và xanh thang cái gì Thanh Lê. Lon hồng bỏ xuống rồi. Đó. Xanh thang thì Thanh Lê. Rồi lên mã này mã gấu vàng. Gấu vàng có 1. Cầm con này thì nặng trịch tay luôn. Gấu vàng có 1 nhé. Chị nào lấy gấu vàng lên gấu vàng luôn dùng là được nhé. Đây là trẻ mà 59k. Gấu vàng có 1. Chị nào lấy gấu vàng comment gấu vàng luôn dùng là ok nhé. Gấu vàng nha chị em mình ơi. Chị nào lấy gấu vàng cho lên mã gấu vàng luôn dùng là được nhé. Gấu vàng. Vàng cho chị Thanh Lê. Chữ xám có 1. Đang chữ xám luôn dùng là ok nhé. Chị nói chữ xám comment mã chữ xám luôn dùng là ok con cả. Chữ xám có 1. Đẹp thiệt. Chứ còn lẽ tả chứ hả xem. Chứ nãy xem. Lên mã xám luôn dùng là ok nhé. Chị nào lấy xám lên xám màu mặn con cá nè. Chữ này đẹp. Chữ nè.
mặn nhá, chị nào lấy mặn lên mặn luôn dùng nguyên nhá. Mặn và xám được 2 cái, 59 k một cái. Chị nào lấy mặn lên mặn và chị nào lấy xám lên xám luôn dùng là ok nha. Đây luôn chị em là 59 k một con. Cái này toàn lon này. Mình cái chị Hà Nguyên. Rồi bỏ hai nơi đi. Rồi lấy mã gấu luôn dùng là ok, gấu xanh. Gấu xanh nha. Đi view ít quá, view ít quá, cố gắng chia sẻ lên luôn một phát chị em mình ơi. Vậy không có sai, hàng có sai của họ mà sao không sai. Chữ xanh cái nào ta? Chữ xanh là cái nào? Ừ thì iPhone này thôi. Căng cái này size S rõ ràng đây này. Căng này cũng size S rõ ràng đây, không có sai. Rồi nhá, lên mã lon xanh, gấu xanh cho chị Hiền Liên. Gấu xanh chị Hiền Liên. Rồi gấu cam. Gấu cam nhá. Dung ơi, gấu cam luôn dùng nguyên mặt đẹp lắm. Nay chị em mình mấy quần mì hàng vô nữa là ok rồi. Cho con lên mã gấu cam nhé, chị nào lấy gấu cam lên, gấu cam luôn dùng là được này. Gấu cam, gấu cam, gấu cam. Gấu cam nhá. Chị nào view ít này lên phí, là hàng lại hàng nguyên ri là nát hàng hết, trong khi hàng nó hàng xịn. Mà lên ra lấy con cái cây to là nát hàng. Bên treo trên á, vàng á, phải không? Vừa iPhone này thôi, iPhone đang mang không khác gì hết. Rồi nhá, lên mã gấu cam. Cái gì mà hàng còn đài ri thì để lại đây chị. Chứ view ít lên khách bóc mỗi con cây to là đâm ra mình còn cây nhỏ lại đi lên về hết. Nha, lên chung mã này là mã gấu cam nhá, được ba mấy con gấu cam. Rồi gấu hồng và gấu đen, chị nào lấy gấu kè màu luôn dùng là ok nhá. Cam này. Cam với chị Lê Nguyễn. Rồi nhá, gấu đen luôn dùng nguyên này. Chị nào lấy gấu đen thun Thái 888 và Thái 779. Mà nguyên đi luôn cho chị em mình là 59 càng con nhá, siêu rẻ luôn. Nha, chị nào lấy mã gấu kè màu đen, hồng và cam 59 càng con nhá, chị nào lấy gấu lên gấu luôn dùng là ok nhá. Rồi lên luôn dùng mã này là mã chữ, cái này có 3 con thôi. Riêng mã này có 3 con thôi. Em ở một con và cho chị em mình chọn màu nhé. Đây mã chữ kèm màu, màu hồng, màu xám và màu xanh đen. Mở một con và chị em mình chọn màu nhé. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã chữ nha. Luôn dùng là ok nhé. Chữ này có 3 con thôi. Nha, chúc mã chữ luôn dùng nguyên nhé. Chữ vàng. Chữ vàng này. Chữ vàng này. Chữ đen này. Đập đá đổ nước xuống. Nước thùng á. Nhiều quá chở lên thùng mà. Chữ xám luôn. Cái trời nắng này ưng cái chuyện mất mát cái miệng thôi. Lên mã chữ cây màu nhé. Chữ vàng nè. Chữ xám nè. Chữ đen nè. Màu xanh đen thôi. Chữ xanh đen. Đây dẻ mà là 59k một con. Siêu rẻ. Cố gắng chia sẻ với chị em mình ơi. Sáu mấy view biết ta. Sáu mấy view liên tục này ta. Cái này sao lên mình xịn nào. Lên vinh lên đồ được. Rồi cho lên mã này, cái này có hai cái màu trắng. Chị vàng với chị Mịn Nguyễn. Cái này có hai cái màu trắng. Lên số 7 trắng, phom 60. Áo vàng treo cho chị Diệp Chi. Chị Diệp Chi. Trong cái mã này là mã chữ trắng dùng nguyên nhé, có hai con. Đây chị em chỉ có 59 con thôi, siêu rẻ luôn. Phun Thái này mà đi giá này là quá rẻ luôn. Nha, chị nào lấy cái này lên mã chữ trắng luôn dùng có hai. Ở đây một cọc nữa là chuyển mã nhé. Anh chuyển mã nhé, không ai tiếp. Đợi khi nào view cô cao chốt. Chữ xám với chữ đen cho chị Hướng Phạm kìa. Chữ xám với chữ đen, hai cái còn lại chị Hướng Phạm. Ơi. Ừ cái đó đó. À. Đây đây bỏ ra ngon địa lắp đen. Trắng cho chị Lưu Vũ Lan. Đưa anh Đình Thất Hương. Rồi nhá, còn một cái chữ trắng. Trắng phía sau chạy em xíu. Rồi. Để cái cọc nước Thất Hương bị cái. Cho lên cái mã này nhé, lên mã chữ trắng còn một.
Đừng cá cho chị Thu Hà nhé. Đừng cá cho chị Thu Hà ơi. Thu Hà này Thu Hà khác nha. Mấy Thu Hà Quảng Nam, Thu Hà là đẹp. Rồi nha, để dưới cũng được, để dưới cũng được. Rồi lên mã chữ hồng. Áo trắng phía sau em lên giờ luôn để em chuyển mã. Để em chuyển mã. Cái này con này. Chữ đen hết rồi. Hai chữ đen đây nè. Đen có một cái chị Hăng Lường. Rồi đỏ đô và hồng nữa thôi. Mã này còn đỏ đô và hồng nhé. Đỏ đô và hồng nha, chốt lên luôn dùng nguyên cái mã này. Ok, bỏ bỏ của chị Thu Hà ra. Là chữ gì đó? Thế bỏ chị Hăng Lường đi. Hăng Lường đi. Rồi nhá. Hồng lên luôn dùng nguyên. Cái này hồng mình có số lượng nè. Hồng chị Châu Hà. Hồng cho chị Châu Hà. Cái này màu hồng có được mấy con nè, lấy cặp được nè. Rồi hồng nè, còn được 3 con màu hồng nè. Hồng đẹp lắm, chất dài dạng sướng lắm. Hàng này là Trung Thái 888 nhé. Hàng toàn 85, 89 nghìn một con á. Rồi đỏ đô có 2. Chị nào lấy đỏ đô lên đỏ đô luôn dùng em là ok nhé. Đỏ đô nguyên có 2 con nha. Chị nào lấy đỏ đô lên đỏ đô luôn dùng em là được. Được 2 con đỏ đô thôi. Em sale luôn chị em là 59k đỏ đô nhé. Sale 59k đỏ đô. Chị nào lấy đỏ đô lên đỏ đô được 2 con thôi. Đỏ đô à, cho lên mã này nữa thôi. Mã này là chuyển cái mã Apollo. Chuyển qua mã Apollo nhé. Tương tác xíu đi chị em nó. Mỗi chị em có 50 mấy view ấy. Đỏ đô cho chị Thanh Lê. Rồi tiếp nha. Rồi lên mã chữ luôn dùng em nhé. Kèm mà màu này màu màu đẹp. Nhưng mà cái này em sale nhé. Tại vì cái này khi lúc mà in cái này chắc là sẽ không giặt ra đâu. Chị em thấy không? Thấy không? Thằng 29 luôn. Bị xíu thôi nhưng mà không ảnh hưởng đâu. Thằng 29 cao luôn. Rồi con này lên luôn. Đây mã chữ xanh thang đang đẹp. Cái chữ này đang đẹp. Xanh thang có 1. Thì nào lấy xanh thang. Cái màu xanh thang thơm ghê luôn ấy. À. Rồi nha, lên Trung Nguyên cái này là xanh thang. Em đi luôn cho dễ mình là 59k một con xanh thang nhé. Xanh thang có 1. Rồi. Xanh ngọc, xanh dương và màu vàng nhé. Xanh ngọc, xanh dương, màu vàng cho cái này màu CS. CS ngoan gửi cho các con luôn. Tương tác nha, em qua mã cho chị em mình nhé. Tương tác mỗi chị em mình qua xem ba tương tác lên luôn gì đi. Lan đi hậu chặt bỏ ra xem. Vi có sáu mấy. Rồi nha, lên luôn dùng nguyên con này. Đại sai không? Không còn L. Cái này em còn 2 size S và M nhé. Dưới 60 là chị em chốt cái S 55 đổ về. Chị Duyên chị 65 cái rồi đó. Cái 60 vậy đó không thả. S cho chị em tầm 55 độ về nhé. M cho chị em mình 60 độ về. Chị em cho cái đẹp lắm luôn. Nè. 2 size. Giờ hiện tại còn 2 size. S cho chị em mình 55 độ về là chị em cho ok. Và L. Ở quay lộ. M là chị em 60 độ về là chị em chút đẹp nhé. Thật sự là khách đang 65kg. Đang 65kg vẫn mang size M và đã lấy size M. Nhưng mà thôi. Hương chút không thả là chị em mình đến 6. Chị Kim cái xe S. Chốt đấy 60 kg nhé. Em đi luôn chị em con này 75k. Khách ngày hôm qua nó. Ui cái con. Tới nhà lấy. Hôm bữa không biết nguyên bán. Ở ngoài là mua 115.000. Xuống mua nhà Nguyên hôm bữa con đó nguyên xe chỉ có 69.000. Tiếp. Mới chụp hình xong. Mới chụp hình xong. Mà lấy màu khác. Đấy. Nguyên đi chị em mình 75k con thôi. Tuyết mùa đông. 75k con thôi nhé. Kèm sai luôn dùng nguyên ok. Chị Phương Ly mơ, chị Yến Nguyệt mơ. Chị nào có nhu cầu uống chanh muối liên hệ Nguyên nhé. Chị Thanh Lê là S với M. Nóng không mà nóng để uống cái này mới đã lại cái miệng thôi. 75k nha. Trời ơi, đẹp chưa?
75k một con. Đẹp. Hết. Thì bị trang trần lê là xin mờ. Không. Sao rẻ chứ, mình mua lắm. Thì đằng lê không có sai. 60kg đổ về thôi. Đẹp, đẹp, phải đã lắm. Phải nó đã lắm. Nha kèm luôn dùng cái size SM. Ấy là 55 đổ về. M thật sự là khách nhà Nguyên đang 65kg mang được, nhưng mà thôi, Nguyên chốt đến 60 mang cho nó thông thả, vì cái này mang mang rộng rộng ra cho nó đẹp. Mang ôm quá nó cũng không đẹp. Tại em đi luôn chị, mình chỉ có là 70 cho chị Lam Nguyên. 75 càng con thôi. Còn, còn số lượng rất là ít. Ôi sao 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 chị ạ? Chị Kim Ánh đang mất tiêu rồi. Chị Kim Ánh dặn áo này rồi xong biết là lái xe gì. Chị Kim Ánh đâu rồi? Không lại hết. Chị Kim Ánh ơi, em còn ít lắm. Mờ cho chị Huyền Nguyễn. 75k một con, siêu chắc luôn. Chị Kim Ánh đâu rồi? Dặn cái mã áo polo nhưng mà đi đâu mất tiêu rồi. Nha, đi cho trẻ mình là chị Yên Thương sẽ. Từ từ từ, áo khoác riêng còn không em? Phải mềm không? Phải mềm chứ, còn mấy con mấy. Còn có vài con thôi. Size S, size M nha, hai size S 55 đổ về. Và M chị em mình 60 đổ về là chị em chốt đẹp. Nó size S thôi. Không có size L đâu chị, không có đâu chị Kim Khánh Lê. Chỉ có S và M thôi. Còn một S và M, S là 55 đổ về và L 60 kg đổ về là chốt ok. Nha. Nguyên đi luôn cho trẻ mình là chỉ có 75k một con. Chị Sướng Thu lại size M với size S. Cái này mình còn hả chị? Còn. Chị Ngọc Hà đang size M. Còn không? Còn. Đâm nha. Cái này còn không? Thế là cái này size L này. Chị Kim Khánh Lê là S với M, không có L. Không có L đó chị ơi. Chị có lấy không? Cho em lên đi. Áo đen sau lưng là cái nào? Áo khoác à? Áo khoác hả chị ơi? Cái M cho chị Hiền Anh. Siêu chắc luôn cái này. Cái này bộ công ty rồi. Bộ này bỏ chung vô trong thằng bé luôn rồi đi. Bộ này bỏ chung trong thằng bé rồi đi. Có cái áo nó còn không chị? Rồi nhá, tiếp cho em lên luôn đi. Size gì? Size M. Dạ. Ok, xế chị Sương Thu. Ấy cho chị Tiền Trương. Tiền Trương có rồi nha. Rồi tiếp cái mã này em còn mấy cái nè. S cho chị Lâm Thu Thúy. S 55 đổ về và M cho chị em mình 50. À quên lộn, 60kg đổ về. Áo khoác đen 85.000 đó chị ạ, trong Kiên Nguyễn 85.000 con, khoác đen. Lanh không, sao không, tái đi đơn. Chị bé Trăng, con má. Chắc là sót, sót. Em nói này, nhiều chị nhắn tin mà không thấy rep á. Chị em gọi qua dùng Nguyên nhá. Nhiều khi em không rep hết tin á. Nha, rồi SM chị nào lấy nữa chút. Rồi cái này em còn mấy cái, em cũng đi nói cho chị em một giá luôn. Nguyên nói là giá này thì bao chắc, bao giá hơn cho dạ mình rồi. Nha, bao chắc bao giá luôn cho dẻ mình giá này rồi. Còn được dừng nới con quần nam đó hả chị? Khoác riêng hả chị? Khoác riêng là 160. 160 còn mấy cái cho em lên lo luôn. Còn được mấy cái mềm. Dẻ mình cứ so sánh với hàng trăm, à quên lộn, 250.000 á. Chứ không phải hàng rẻ đâu. Nói thật sự vô nhà Nguyên là giá cho dẻ mình là siêu rẻ luôn rồi. Còn một nhà thôi đúng không? Một đồng lấy. Đồng cả nhà. Còn được mấy cái thôi. Nguyên chốt là thực sự là nguyên chốt 55kg đổ về. Chị Kim cọ rồi. Nguyên chốt là 55kg đổ về, nhưng mà hình thì thiết là mấy ký à? Hắn mấy ký à? Hắn sáu mấy ký á? Hắn vẫn mang được, hắn lái hôm ngày hôm qua xuống lái mang kìa. Siêu đẹp luôn. Nhá, thì là em đi chợ mình con này là giá 100. 160.000 một con. Nha, hàng này là hàng 250-260 rồi trường á. Đấy, chị nào thích thì lên luôn, nhưng có màu nhạt và màu đậm. Màu này đậm hơn nè. Hai tông màu này, đậm với nhạt hơn xíu thôi. Không chen nhau nhiều. Nha, chị nào thích thì lên. Nha, còn được mấy cái, còn chưa tới chục cái thôi. Chị nào lấy cái mã này lên mã khoác riêng. Chốt cho chị em mình 55. Đấy, nhiều chị mà ví dụ 60kg nhưng mà to, chủ yếu là to ở dưới phần mông thì con này dễ mình vẫn ok luôn. Nha, đi chị em mình 160.000. Khách thì vẫn 62kg vẫn đang mang đấy. Khách vẫn đang lái size 62kg vẫn đang mang ok đó, còn gà hết được luôn ấy. Nó gà hết được luôn. Đấy, mà Nguyên đi luôn cho chị em mình là 160.000, chị nào thích khoác riêng thì lên khoác riêng. Còn được ít lắm, chưa tới chục cái đâu. Đây là chị em mình tranh thủ. Mã này em về, nó là về là trái hàng. Trái hàng. Cho chị Diệu một cái đậm, đẹp lắm luôn. Đây này em mang thử chị em mình cái màu đậm, chị em mình xem. Đậm cho chị 160.000 nhé. Khoác riêng đó đúng đẹp mà rẻ, cảm ơn chị Hà Phạm nhé. Vô
nhà Nguyên chị em cứ yên tâm thôi, ưa cái nào là chốt thôi, ưa cái nào là chốt thôi, đừng lăn tăn về giá nhé. Đây này màu đậm đây này. Màu đậm đây nè, em mang thử chị em mình con màu đậm nhé. Giá em lên luôn chị em mình là 160.000 một con khoác ring nhá. Đấy em mang màu đậm luôn cho chị em mình xem, chị nào lấy màu đậm lên màu đậm luôn dùng là ok. Hai tông màu đậm và nhạt thôi. Áo Nguyên đang mang cái nào chị ơi, cái trong hay cái ngoài? Khoác ring là 160, còn cái trong người đang mang là 75.000 một con nha. Chị nào lấy màu đậm lên màu đậm, đậm và nhạt nhá, được vô tư luôn, 54kg vô tư luôn nha. Chị nào lấy khoác ring lên khoác ring luôn dùng là ok nhá, 160.000 một con. Tôi nói là giá này siêu rẻ, được khoác có mũ. Cái này chị em mình mua cho mình mang được, gái con gái lớn lớn mang cũng được, cũng ok luôn nha. Chị nào lấy ui chị đang xài nè đấy. Chị nào lấy khoác ring thì lên khoác ring luôn dùng là ok nhá. Rồi cái này còn mấy cái thôi nè, đây nè, áo trắng xanh đây nè. Còn có một cái size to, size 55, còn toàn bộ size 52 đổ về. Còn được mấy cái, con này xinh. Con này xinh, con này size 52 đổ về nhé. Con này mình đi mấy tiền ta? Ấy còn không Huyền? Ấy cho chị Thu một cái. Rồi nha, cái này lên luôn dùng nguyên cái này. Cái này thì hiện tại mình chỉ còn mấy con size M thôi. Phát riêng chị Hải Anh ơi, chọn màu cho em với. Cho chọn màu luôn mà. Cho chị em mình chọn màu, màu đậm và màu nhạt. Chị Minh Tân Trần là nhạt hay đậm? Màu đậm và màu nhạt, màu đang mang là màu đậm nè. Màu sau màu nhạt nè. Nha, ư ừ, màu nào lấy cũng không chen nhau lắm đâu. Chị nào thích màu nào thì lên này, cái này cho chị em mình chọn màu. Đấy, ư ừ, cái gì thì lên luôn cho em. Đậm cho chị Hải Anh. Rồi nha, chị gì ta? Chị Minh Tân Trần lấy màu gì lên màu đó cho em nhé. Đưa em cho chị em mình đã. 180.000 con. Rồi tiếp tục con này còn size 52 và một con size 55, một con duy nhất size 55 đổ về và còn toàn bộ là size 52 đổ về là lên ok nhá. Mã này em đi luôn, em cũng mình cũng đang đi 79 cả. Cái nghe size 55 lấy cho chị Phương Nghi, chị Phương Nghi lên rõ cho em đi. Chị Phương Nghi đang lấy cái gì màu đậm cho chị Minh Tâm Trần luôn. Chị Phương Nghi lấy cái gì mà cái ngang cái gì rồi nha. Trong lên mã này là mã phối, phối hiện tại Nguyên còn size 52 đổ về cho size M, size L 55 thôi. Áo vàng em mặc khi nãy hết rồi, khách chốt luôn rồi, khách chốt luôn rồi. Rồi nha, em thử luôn trẻ mình mã này luôn. Chị nào ưa cái này lên luôn dùng 75k. Thôi mã này em cũng đi chị em 75k thì còn mấy k, 75k nó luôn, còn mấy k thôi. Thoải này thật đi nè. Rất xấu. Có xấu này size 50 mấy? Chị đã size 5 mấy? 55. 55 size lỡ. Không, có size lỡ. Cá sẽ lờ thôi. Rồi. Đây nè, treo nè. Còn con cá sẽ lờ mất hết rồi. Còn cá treo đây 75k luôn. Mang áo nào ấy chị Ngô Thắm ơi. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên mã phối. Tung hồng phía sau là của bé đó chị ơi. Áo tung hồng đằng sau là của bé. Rồi cho lên mã này nhá. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng đi. Còn được mấy cái thôi mà toàn bộ là size 52 đổ về hết. Cỡ tặng người nhiều nguyên là chị em mình chốt ok con này nhá. Lên cho nguyên mã này là mã phối. Em đi luôn chị em mình con này nó 75k nốt luôn. Còn được từng này con này nè, là hết sạch sành xanh luôn. Còn được từng này con là hết sạch sành xanh. Nên là chị nào lấy cái hả? Ở thùng hồng sau là áo bé chị ơi. Không có form 60 đâu, toàn size nhí thôi à. Được ra hàng này xịn xò luôn, không có ai đi bảy dòng này bảy mấy nghìn hết chị em mình nhé. Áo sọc treo cũng 75.000 luôn, em đi chị em mình đồng một giá luôn. Chị nào lấy cái mã này lên luôn cho mã này là mã sọc khối 75.000 một con luôn, size 52 đổ về, còn toàn bộ là size 52 đổ về hết. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nhé, toàn bộ là size 52 đổ về. Em đi chị em mình lấy thằng lẻ đi, biết có mấy hôm nay đi không lên luôn, kêu cứ làng sàng 50 mấy kia 6 mấy kia.
Đây nè, cái này hôm qua sale mà tiền đan. Còn tới 3 bộ luôn, bộ hàng công ty nè. 4 bộ luôn nè. Đó. Có chị Phương Nghi có rồi. Cái chi cái này chị xếp mà. Chị xếp vô đây chứ đâu. Rồi bộ công ty thì hiện tại em còn 4 bộ. Nha, em bán tặng nó luôn. Có 50 mấy view thôi. Em phát lại xíu nữa đi. Phát lại xíu nữa đi chứ không view nó không không đi nổi hàng luôn. 50 mấy view chứ mấy 53 view chứ mấy. Cái này em còn mấy bộ thôi nè. Bộ này là bộ hàng công ty nhá. Bộ hàng công ty đang còn size 55 và size 57. Hàng này hàng 100 mấy. 199.000. Cái này hàng sót lại nè. 199.000 một con nha. Size M cho 55, kiểu của nó là kiểu baby doll đấy, đẹp lắm. Hàng này đang nguyên đang sale là 125.000 một bộ. Nha, hiện tại còn 4 bộ thôi, còn hàng công ty. Em sale nó luôn trẻ mình 79k luôn. Còn được 4 bộ thôi, hai cái size M, à 3 bộ thôi. Được 3 bộ thôi, đi 79k luôn nhé. Hôm qua thì khách chốt thì tìm không ra. Size M và size L nhé. M55, 57 M55 và L57 còn được 3 bộ nhé. Chị nào lấy cái này lên luôn cho em. À 4 bộ. Sale luôn trẻ mình bộ này với giá là 79k nhé. Hàng công ty trẻ mình thôi. Xem like cố gắng tương tác lên xíu trẻ mình thôi. Cái hôm nay tương tác kém quá. Rồi cái này có 2 set ai nhanh có. Hàng này hàng 100 mấy. 125.000. Hơi bị nhăn xíu. Con này hơi bị nhăn xíu nhé. Ôi đang còn thấy không? Thấy chưa? Dự hoa văn cái đứng đơ này. Cái này hơi bị nhăn xíu nhé. Thế là phát lại đi. Cho mừng cái điện thoại đi đấy. Để mà xem. Cái này hiện tại còn 2 bộ này. Tặng nó luôn. Bán tặng nó luôn, trẻ mình bộ này luôn. Bộ này em đang đi 125.000. Lên mã tặng set luôn, dùng nguyên là ok nhé. Bán tặng set này luôn. Được 2 set thôi. Đi luôn cho trẻ mình luôn là 79k. Được 2 set thôi. 79k luôn. Cho nó bay nha. Set này cân lắm, 79k nó. Được 2 set thôi. 79k set xanh nhé. Chốt mã set xanh 79k, size này 55 đổ về chị em chốt ok. Set xanh 79 nhé. Được 2 set thôi, 40kg không có. Cái gì chơi vậy như vậy. Chị em mình xem like cố gắng tương tác lên xíu. Đứng giống như đứng nói mình đi. Set xanh cho chị Nhi hình. Set xanh cho chị Diệp Chi. Hết set xanh. Chờ em xíu, em phát thêm xíu mà đi. Em đem phát này hào lao rồi không phát anh trang cá nhân thử phát được không? 39 39 39 39 phát anh trang cá nhân thử nè. Thử phát anh trang cá nhân được không nhé. Chị có mà rung. Chào xin xin nhé. Kinh. Chào em xíu nhé. Em vô bên này để em xả đi cho view cho nó cao cao xíu chứ còn view ít quá. Gì? Hãy tại kem cho mình nặng mọi thứ như bột mi rắc lên mặt đó. Chào một xíu một siêu nha, con lên lúng này để lên sale dạ mình đi. Chứ còn đi đi một ít hàng lẻ thôi nhé.
chưa, sale hết cả sách. Sách còn lẻ tẻ thôi. Trang váy còn ít lắm. Tôi đang cái nhanh dùng cái app này không cần đánh xong luôn. Được không? Có thấy lên chưa? Không có sai chị ơi. Quần áo quần, quần đang mai không có. Cái này còn sót một xác nè. Cái này còn một xác thôi nè. Đây là 55 đổ về nhá. Rồi lấy mã tặng Ngọc luôn, dùng luôn là ok. Hàng này em đang đi 125.000. Bán tặng luôn 69 cao luôn, ai nhanh có. Lên mã sát ngọc luôn dùng ok nhé. Sát ngọc có một sát thôi, chị nào lấy sát ngọc comment lên sát ngọc luôn dùng là được nhé. Có một sát duy nhất thôi. 55 đổ về, phải hàng này đang đi 125.000. Cái này dòng đuổi tơ nhé. Con này dòng đuổi tơ nha. Em đi luôn, trẻ mình có phát lên trang cá nhân rồi, trẻ mình vô trên bếp mà trẻ mình không coi được, trẻ mình vô trang cá nhân thì nhé. Lên luôn dùng con này, đi 2, ôi lộn, sorry. 69k nó biết, 69k nhé. Lên mã 69k là được nhé. Chị nào lấy 69k lên 69k, xem like tương tác lên luôn dùng là ok nhé chị em mình nhé. Sát ngọc cho chị Bảo Huệ luôn. Cái này còn một sát. Cái này mùa này mang, cái sát này bao cưng. Sát ngọc em hết rồi nha, sát này bao cưng luôn. Nhưng mà 52 đổ về thôi. Cái này dòng đuổi tơ luôn. Nó bị nhà do Nguyên bỏ trong cái hàng lẻ. Chị nào đang vô xem like trên trang cá nhân rồi, lâu rồi không like trang cá nhân, chị em mình chấm lên thử cho Nguyên người có bị ẩn comment không nhé. Chấm lên trang cá nhân khác hả chị? Có lên có nhảy được còn mai không? Rồi con này lên luôn dùng hạ nút luôn dùng em là ok. Sale 59 cao luôn, ai nhanh có này. Sale 52 đổ về nhá, sale 59 cao nó luôn. Có một bộ thôi. 52 đổ về. Quần lót em còn chưa? Quần lót em còn. Nha, cho lên con này đi trẻ mình, con này giá lên trẻ mình là 59k set luôn. Chị nào lấy set 59 lên set 59k nhá. Set 59k luôn dùng em nhá. Rồi con này là hàng em đi 79k này. Đi 79k này, còn set. Cái này size 52 đổ về là lên ok, lên mã bộ cánh tiên luôn dùng ok. Còn còn bộ những cái mã này ở trong hàng lẻ đi bán tặng luôn trẻ mình, cho em lên sách kiếp này bán tặng đi chị, coi như bán tặng đầu like trên trang cá nhân đi. Lâu rồi không like trang cá nhân, thử bán lên nhá trẻ mình, ở trên trang cá nhân cũng cố gắng chia sẻ dùng Nguyên nhá. Cái này còn một sát tinh, cái này hơi bị nhào xíu dâu Nguyên bỏ trong cái hàng lẻ nha. Chốt lên cho Nguyên cái mã này, lên mã này là mã cánh tiên luôn dùng Nguyên, thằng 55 cao luôn. Hàng này em đang đi 79k đấy, size 52 đổ về. Đuổi xịn hết, con này đuổi xịn nhá. Chốt lên luôn dùng nguyên con này nha. Bán tặng luôn cho trẻ mình con này luôn. Đi luôn trẻ mình con này, giá lên luôn trẻ mình là 55k nhá. Lên mã set luôn dùng ok. Em bán tặng trẻ em set này. Giá là giá bán tặng nhá. Cánh tiên nhá. Cánh tiên luôn dùng cho chị Hoàng Nguyễn Thị. Hoàng Nguyễn Thị trên trang cá nhân. Hoàng Nguyễn Thị. Chị cứ ghi đi, Hoàng Nguyễn Thị. Cái này bán tặng nha. Cố gắng chia sẻ dùng Nguyên cho chị em mình thôi. Chị nào xem like trên trang cá nhân cũng cố gắng chia sẻ lên luôn dùng Nguyên. Cái này em đang đi luôn cho chị em mình, hàng chị em mình đang thấy là người ta đang đi chị em mình 75.000 năm con. 55.000. 85.000 năm con. Nha, coi này giá này là em bán tặng cho chị em mình nè. Bán tặng nha, cái này em chỉ chốt trên like hôm nay thôi. Trên trang cá nhân chị em mình cố gắng chia sẻ nhé. Lên mã tặng chip luôn dùng Nguyên, tặng chip bi. Em đi 4 con nhé, tặng chip bi. Theo nhé. 55.000 năm con. Chúc nhanh nha, em chỉ lên trên like một cái like duy nhất, cái này bán tặng thôi vì lâu rồi không like trang cá nhân. Thử like cá nhân có được không ấy. Sale luôn trẻ mình, sáng này lên luôn cho mã này, mã sát chip, hàng này toàn bộ hàng kháng khuẩn. Lưu ý giá này chỉ chốt trên cái like ngày hôm nay thôi. Like trưa ngày hình chính xác là cái like trưa ngày hôm nay thôi. Nha, Nguyên đi luôn trẻ mình con này giá 55.000. 55.000 bạn rút cho mình nha. Chip kháng khuẩn dùng Nguyên nhá. Size trẻ mình từ 40 60 trẻ mình đang mang ok luôn. Đọc đi chị, có thấy không? Cho chị Hạnh Nguyễn bên đây nhảy mà. Lên cho Nguyên mã này là mã tặng chip 55.000 năm con. Tự tin là không có chỗ nào bán luôn. Tự tin là không có chỗ nào bán luôn cho chị cô chủ nhỏ năm con. Chị giá bán tặng trên like nhá. Chia sẻ lên luôn dùm em đi chị ơi. Mỗi chị em mình vô xem like tương tác luôn dùm Nguyên nhá. Chị em mình sang hàng sale nhiều, chị rất là tính toán luôn. Có một lượt chia sẻ không mất cái gì hết. Trong khi mình sang được nhiều mã hàng sale, rồi là có qua có về á. Chị Kim Chi Nguyễn luôn. Ok chị Mỹ Trang Lê Trần luôn. Chốt mã này tặng chip cho chị Huỳnh Thu Sương. Cố gắng chia sẻ luôn dùng Nguyên nha chị ơi.
Hình thông sư thấy chưa? 55.000 năm con. Hình thông sư vâng. 55.000 năm con. Chị ghi đi. Hình thông sư chưa? Được. Cho chị Nga Trần. Bên này mọi người thấy chị nào không có chia sẻ không chốt nữa nhé. Cho chị Nga Trần. Em không chốt nhé. Chị nào không có logo người chia sẻ không chốt nhé. Nguyên nói thật sự là em đi đang đi bỏ sĩ em cũng không bỏ giá này. Bỏ sĩ em cũng không bỏ giá này. Đấy cho chị cho chị gì ta? Nga Trần chưa? Tặng 55.000. Một set chiếc kháng khuẩn, cái này chỉ cần thấm một xíu nước vô là nó có hiện lên cái lớp nano kháng khuẩn. Chị bán tặng thôi cho chị Nguyễn Phượng luôn chị. Cho chị Nguyễn Phượng luôn. Nó giãn cực kỳ nhiều luôn chị, mình nhìn hàng luôn cho Nguyên nè. Gọi là phải siêu giãn chưa? Cái này gọi là siêu giãn luôn. Em đi luôn cho chị mình là 55k, giá này em chỉ lên được một trên line này thôi. Nha, chị lên trên line vì riêng một cái set này em đi nguyên một chục này đã 139.000 rồi. 135.000 rồi chị mình tính đi. Rồi nha, chị nào lấy cái này. Thì không chia sẻ thôi. Cái này chị nào không chia sẻ bỏ qua nhé. 55.000 mà không chia sẻ là bỏ qua nha. Lưu ý luôn dùng Nguyên, chị nào lấy cái này thì lên luôn cho mã này là mã tặng chip luôn dùng Nguyên. Em đi luôn trẻ mình chỉ có là 55.000 năm con. Chị chốt cho khách chia sẻ thôi. Khách nào không chia sẻ bỏ qua nhé. Cho chị chốt cho khách chia sẻ thôi. Khách nào không chia sẻ bỏ qua. Nguyên Minh Tâm. Cho em cái bao này luôn. Em cái bao này luôn. Cái này kê lại dùng Nguyên nhé. Nguyên lên kê lại dùng Nguyên nhé. Nguyên lên kê lại dùng Nguyên nhé. Cho Nguyên cái kéo luôn. Cái này Nguyên lên kê lại dùng Nguyên. Bán tặng hết luôn. Tương tác với chị em rồi thôi. Những cái nào mà chị em mình không tương tác thì hơi phí. Chốt lên cho khách chia sẻ nha. Đây. Chốt lên cho khách chia sẻ nha. Cho chị Phương Linh luôn. Phương Linh này, Phương Linh nào ta? Ok, Phương Linh luôn. Trời ơi, cái áo này thì Tình Ngô cũng có một cái. Mà chồng Huyền cũng có một cái. Phải không? Chồng chị Na cũng có một cái. Rồi, con đầu tiên. Con đầu tiên nhé. Lên mã tặng áo nam luôn nhuộm là ok. Con này chắc chuẩn đẹp luôn. Xe 62 đổ về. 62 đổ về. Em bán tặng luôn trẻ mình 39 sao luôn. Nha chút. Lấy cho Nguyên tờ giấy. Ghi lại cái mã nào lên thì ghi lại. Đi lấy đi. 39 sao con này luôn. Tặng áo nam luôn dùng Nguyên nhé. Em lên quần đùi rồi. Đã lên quần đùi rồi nhé. 39k con áo nam này size toàn siêu đẹp luôn. Siêu đẹp con nào luôn, 39k nhé. Lên mã áo nam 39k luôn dùng là ok. Đi nhanh cái này nhá, toàn bộ hàng này là khách nghỉ bán nhờ xe hộ thôi. Khách nghỉ bán nhờ xe hộ thôi, cái này là khách sĩ nhà Nguyên. Khách nghỉ bán nhờ xe dùng thôi. Áo gió này thì chắc là để lại đây nè. Áo lót lông thì để lại đây, một hai cái áo lót lông vàng. Lông để lại đây nè. À, còn hàng đông này thì làm gì? Còn hàng đông này thì để lại chứ làm gì? Rồi nhá, lên mã tặng váy luôn dùng là ok. 59k con áo hồi nãy bán bao nhiêu tiền ta? 39k nhá. Con váy này tặng 29k luôn. Váy này tặng 29k luôn. Size này 55 đổ về chốt ok nhá. Váy găng nhá. 29k luôn, chốt mã váy 29k luôn dùng là ok nhá. Váy 29 bỏ qua riêng nha chị. Bỏ riêng qua giùm em. Theo dùm cho chị nào luôn. Giờ chị ở chốt đơn xong là đi đơn rồi. 29k nhé. Một con quần công sở. Size L. 29 cho Châu Mỹ Trang. Size L nhé. Size L nha. Tiếp luôn dùng nguyên mã này. Lên mã tặng công sở luôn dùng nguyên size L. Con này đẹp lắm. Bán tặng luôn cho dễ mình con này luôn. 60k. Hàng này đang đi đang 89k này. Bỏ 60k luôn. Chốt mã size L. Size 52 đổ về nhé. Còn em mã công sở L. Nha, cầm em mã công sở L. Chị nào lấy công sở L lên công sở L và công sở 2X. Cái này được 2 cái thôi. Đi 60k luôn. Chị nào lấy công sở lên công sở luôn nhìn được 2 con. 60k, còn dòng này dòng công sở xịn mà. Cái này em cũng hết từ lâu rồi. Em cũng hết từ lâu rồi. Xa 2X chị em mà 58 đổ về thôi. Cái nào mà chốt rồi đã ấy thì cái nào chưa chốt thì cứ để lại đâu. Cái nào chốt rồi để lại ấy nhé.
lên luôn dựng mã 2X sale luôn chị em mình con này luôn 60k phải em hết rồi nhá, phải hết nhá, lên mã 60 luôn dùng là được. Thấy view thấy trên trang cá nhân lâu lâu mới like mà cũng view có 50 mấy view rồi, không có thấy tương tác này thầy lao cực lâu rồi mới like trang cá nhân phải mấy tháng trời, nửa tháng nửa năm trời rồi đấy. Tết làm sao? Tết có like gặp mấy ngày. Ủa Tết cũng có like trang cá nhân à? Ra Tết nữa. Có rồi. Đâu có, đăng không được cái biển. Bộ xương rồng đùi. Size này dưới 60 nhá, em xem dễ mình size này 69k luôn. Size đẹp này. 69k luôn bộ sang. Công sở à, công sở size 55 cái nó hơi bị rộng. Hơi bị rộng size ấy, hơi bị rộng. Cái này đẹp lắm này. Lên mã xương rồng size 69k luôn. Size này dành cho chị em mình dưới 60 là chú ok nhé, bộ hàng sam này. Hàng sam xịn luôn. Nha, chốt mã này là mã sam. Cái này bỏ riêng qua bên nhé. Sam 69k sam. Ô lộ, đúng rồi, sam 69k. Chị nào thì còn công sở, chị nào chủ yếu bán công sở. Sam 69 nhé, chị nào lấy sam 69 lên sam 69k luôn luôn ok. Ui, còn quá mà còn. 60 lấy size 2 ấy. Được ấy, được nha Ánh Trang nhé. Lấy cái size 2 đi cho Ánh Trang đi. Lấy size 2 cho Ánh Trang đi. Rồi lên luôn dùng cái con này. Phải nhé, con này là hàng 180.000 đây nè. Con này xinh lắm, size dưới 60 cho size L. À size X, à đúng size L. Cái này bán tặng luôn. Được, nhưng mà khách chốt rồi, chị ơi, khách chốt rồi. Con này xinh lắm. Cái này em bán tặng luôn cho dễ mình, mã này là mã 125 luôn. Từ từ, chị em lên, bỏ luôn cho Ánh Trang, xin lời. Bà tiếc, 125, bà có 1 cái thôi. 125.000 luôn. Nha, coi trên bếp còn bao nhiêu view chị? Bếp còn bao nhiêu view mà thấy đứng đây ấy. Phải chị Ngọc Thanh luôn. Ngọc Thanh này. Ngọc Thanh ở trên, chị ơi, chị Ngọc Thanh lên thông tin trên like cho em đi, chị Ngọc Thanh ơi. Lên thông, hả? 125. Lên thông tin trên live cho em đi chị Ngọc Thanh nhé. Bộ bộ sam. Bộ sam. Quần dài áo tay cọc giờ tìm đâu ra trời. Size 89k luôn. Size 60. Sam dài tay cọc nhé. Bộ này giờ tìm không ra rồi này. Em hết từ cái đời nào rồi. Sale luôn nhé. 69k. Chị Ngọc Thanh lên thông tin trên live cho em nhé. Còn không em chúc cho khách khác nha. Đấy. Nhiều khi là nhìn trên nào không biết khách cũ khách mới gì cứ lên hẳn thông tin trên live cho em đã. Lên mã sam nha, sam cho Văn Phương Ly luôn nè. Văn Phương Ly luôn nè. À, hồi nãy đọc bao nhiêu tiền? 89k. Sam 89 nè. Sam 89 nè. Ok, chị Ngọc Thanh lên cho em cái số điện thoại nha. 582 Lê Văn Hiến đi cho chị Ngọc Thanh. 582 Lê Văn Hiến đi chị. 582 Lê Văn Hiến. Rồi tiếp luôn dùng yên. Ở trên bếp còn thấy không trời? Like trên bếp còn thấy không đấy? Kiểm tra trên bếp thử nè. Bếp không thấy bao nhiêu view ta. Mà thấy đứng đơ chứ. À còn có mấy view à. Rồi lên luôn dụng mã này mã công sở. Ngọc Thanh ghi là cái số điện thoại gì mấy anh chị. Thấy chưa? Có thấy không? Rồi lên mã công sở. Con này siêu đẹp luôn. Size 50 thôi. Con này size 50 đổ về thôi nhé. Lên cho nguyên mã này là mã công sở. Để tắt lại cái like trên bếp đi, phát lại cái like luôn, lại like trên bếp luôn đi. Còn like trên bếp hiện tại còn 30 mấy view chứ. Lên mã công sở CS. Con này em sale luôn chị em 60k luôn. Siêu đẹp nhá. 60k luôn CS. Cái này chị em mình tầm khoảng 50 đổ về chị em chút đẹp. Con này xinh lắm nè. Sale 60 nhá, cái này là tự sao hộ thôi. Chứ mà giờ mà đi để đi nhập ra con này giá này không có đâu. Cái mã này em qua hàng hơi bị lâu rồi. CS có một con nhé, lên mã nút CS có một con. Chị nào lấy nút CS, lên nút CS luôn dùng có một nhé. Comment mã nút CS có một nha, chị nào lấy nút CS cho anh. Nút CS có một. Bộ lụa siêu nhẹ nè. Bộ lụa siêu nhẹ nè. Em tắt cái like trên hội nhé. À quên, tin bếp nhé, chị em mình vô lại dùng nguyên nhé.